Trường sinh từ chiếu cố chị dâu bắt đầu giới thiệu vắng tắt. Vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xu xuyên. Công đuổi biển, bắt cá, kiếm linh thạch, chiếu cố chị dâu, quét độ thuần thục, sinh hoạt hệ trường sinh loại tu tiên. Quyển sách còn có tên, trường sinh từ bắt cá bắt đầu ta thật không phải thảo tặc. Nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng. Bởi vì có màn dạo đầu, có đệm lót. Hứa với ta, nhìn về phía sau, tuyệt đối có nội dung các ngươi muốn xem ta nghiêm túc viết, các ngươi lúc nhàn hạ giải sầu, hy vọng có thể bác quân nhất nhạc, cảm ơn. HTTPS, www.giaosusun.com Chương 1 Người vừa xuyên qua, có cái tẩu tẩu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Toái Tinh Hải, Bích Nguyệt Đảo. Lúc này, Đông Phương Vi. Biển xanh, cùng bầu trời xanh, gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Tào Quang mở to mắt, nằm ở trên giường, nghe đường tẩu bận rộn trong bếp, mặc dù một đêm không ngủ, cũng không có bao nhiêu buồn ngủ. Thật ra, mới hôm qua thôi. Hắn vẫn là người của Lam Tinh. Uống coca, ăn gà rán, chỉ cần không đi mua nhà và mua vợ, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua có tư có vị. Dù sao cô Nhi, không ai giúp, không ai hỏi, cũng không tồn tại bị thúc giục kết hôn. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuyên qua đi tới tu tiên với cá lớn nuốt cá bé này đồng một chút là đánh nhau không nói thời khắc lo lắng đề phòng cũng cần mọi chuyện cẩn thận huống chi cùng hắn trùng tên cùng họ thân thể này thiên phú cực kém chỉ là miễn cưỡng có thể tu tiên hiện giờ đã hai mươi mà quan nhưng vẫn còn đang luyện khí một tầng đảo quanh loại tu vi này đi săn yêu thuyền ứng tuyển thủy thủ người ta cũng không thu vì kế sinh nhai mỗi ngày không phải đi biển nhặt ốc thì là ngồi thuyền ba lá đến gần biển câu cá lấy được linh thạch trừ tiền thuê nhà thuế thuyền thiếu không nhiều lắm chỉ đủ chi tiêu hàng ngày căn bản không còn tiền mua tài nguyên tu luyện hơn nửa đuổi biển câu cá cũng không phải là việc dễ dàng gì gió thổi phơi nắng không nói an toàn cũng không bảo đảm tự như tiền thân ngày hôm qua đuổi biển thật vất vả đụng phải một ổ linh loa tất cả đều là hàng đáng giá nửa cân kết quả vừa mới nhặt vào trong thùng đã bị người đoạt đầu cũng may không khéo đụng phải đá ngầm một đời một kiếp đợi hắn tỉnh lại dung hợp xong nguyên chủ ký ức quả thực buồn bực không chịu được nhìn chung nguyên chủ cả đời hoàn toàn có thể dùng một chữ hình dung từ trái tim ví dụ như khi bán cá thường xuyên bị người thu mua ép giá rõ ràng thích chị dâu rồi lại sợ người ta nói xấu gần biển câu cá bị cướp điểm câu không dám phản kháng. Đủ loại uất ức, đếm không xuể. Giống như phàm là người quen biết hắn, đều có thể khi dễ hắn. Tạo quan suốt một đêm, đều tại lật xem trong trí nhớ những này vụn vặt việc vặt. Nghĩ xem, làm thế nào để phá vỡ ấn tượng cố hữu của những người xung quanh, phải tháo những nhãn hiệu như nhát gan, mềm mại, dễ bắt nạt. Nếu không hôm nay nhặt được mấy cái linh loa bị cướp, ngày mai câu được một cái linh ngư bị lừa, cuộc sống làm sao có thể trôi qua tốt. Chịu thua thích hợp, có thể tránh được tai họa. Nhưng yếu đuối quá mức sẽ chỉ gây thêm rắc rối. A à quan, Quang, A à quan, Quang, dậy ăn cơm đi. Được rồi, chị dâu. Nghe được đường tẩu tiếng hô, Tào Quang đáp ứng một tiếng, thu hồi suy nghĩ, rời giường mặc quần áo. Chị dâu tên là Thôi Tình, là một phàm nhân, lúc 15 tuổi được anh họ dẫn về nhà, phụ trách chiếu cố tiền thân lúc ấy mới 7 tuổi ở tu tiên giới, phàm là mạng người đê tiện, địa vị dưới lòng đất. Thay vì nói chị dâu là thê tử của đường huynh, chẳng bằng nói là nha hoàng bảo mẫu mà đường huynh mua được. Dù sao trong ấn tượng, anh họ chưa bao giờ cùng nàng qua phòng. Chị dâu ngược lại ở cùng phòng với tiền thân, buổi tối ông anh ngủ. Thẳng đến tiền thân 10 tuổi, bắt đầu tu luyện, mới phân phòng. Ở tiền viện bên cạnh giếng, rửa mặt cùng tay, lúc này sắc trời đã phím sáng. Tào quan đi tới trước bàn đá ngồi xuống. Bữa sáng là hai đĩa cua lộn xộn, cùng cá muối khô nhà mình ướp, cùng với một chậu canh bào ngư nhỏ. Ở đảo Bích Nguyệt, cua cá bình thường không có giá trị. Bữa sáng nhìn như phong phú, kỳ thực keo kiệt. Lúc này, chị dâu từ phòng bếp đi ra, bừng tới hai chén cơm. Tạo quan chú ý tới, bày ở trước mặt mình là dùng bán linh mễ hầm chín cơm, mà đường tẩu của mình lại là bình thường phàm mễ. Linh mễ chân chính do linh điền sản xuất, một viên linh thạch chỉ có thể mua 5 cân. Mà bán linh mễ, lại là lấy linh mễ chủng làm mạ, phụ thêm tụ linh trận, ở ruộng nước bình thường trồng ra gạo. Loại gạo này so với linh mễ chân chính, tất nhiên là xa xa không bằng, nhưng vô luận vị hay là năng lượng, rồi lại đều vượt qua phàm mễ. Một linh thạch có thể mua trọn vẹn 20 cân, rất được tu sĩ túng quẩn hoan nghênh. Chị dâu, lần sau nấu cơm, đừng tách ra nấu nữa, chúng ta đều ăn nửa linh mễ. Đường tẩu trên khuôn mặt trắng nõn, không trang điểm, thanh nhã như phụ dung nước trong, nàng nghe được tào quan nói, tráng rũ xuống, mềm mại nói. Ta chỉ là phạm nhân, lại không tu luyện, cũng ăn nửa linh mễ, lãng phí. Tào quan đem gạo trong bát, bát một nửa, bỏ vào trong bát chị dâu, lại đem gạo trong bát của cô, đổ một nửa bỏ vào trong bát của mình. Nhớ rõ lúc đường huynh còn sống, nhà chúng ta ăn đều là linh mễ trách ta vô dụng mấy năm nay để tẩu tẩu chịu khổ ai a à, quang ngươi nói cái gì vậy tẩu tẩu chỉ cần có thể trông coi ngươi cũng rất vui vẻ huống hồ mỗi ngày có cá có thịt so với tẩu tẩu khi còn bé trải qua cuộc sống không biết tốt hơn bao nhiêu nhìn đường tẩu khóe mắt đuôi lông mày trong lúc lơ đảng lộ ra phong tình tạo quang nuốt ít hầu cuối cùng cũng hiểu được tiền thân vì sao lại sinh ra tâm lý ái mộ chị dâu như chị như mẹ của mình. Đang lúc hắn muốn nói thêm gì đó. Cửa lớn tiểu viện, đột nhiên truyền đến tiếng đạp cửa thô bạo. Có ai không? Mở cửa ra. Mau mở cửa. Đường tẩu thôi tình, nghe được động tĩnh trong lòng lập bập nhảy dựng hoa dùng thất sắc. Không tốt, nghe thanh âm, giống mã quản sự, sẽ không phải là đến sớm thu tiền thuê nhà đi tẩu tẩu yên tâm, ta đi xem tình huống. Tạo quan ba bước cũng hai bước, vừa đi vừa nói. Đến rồi, đến rồi. Tạo quan mở cửa, bên ngoài đứng, thật đúng là phụ trách bọn hắn phiến phòng ốc này thuê mã quản sự. Tiểu tử ngươi, điếc hay sao, mở cửa lề mề đi. Đây không phải là đang ăn cơm sao, không biết mã quản sự đại giá quan lâm, quả thực là vẻ vang cho kẻ hèn này. Tạo quan tươi cười chào đón, tay phải làm giấy mời có muốn vào uống chút trà không, thuận tiện dùng thêm một bữa nữa. Mã quản sự sắc mặt hơi hòa hoãn, lấy giọng nói. Uống trà dùng cơm thì không cần, tiền thuê nhà của ngươi cuối tháng hết hạn, còn tiếp không được, nếu như tiếp tục thuê, nắm chắc đem tiền thuê phòng nửa năm sau giao. Tiếp tục, khẳng định tiếp tục thuê, bất quá cách cuối tháng không phải còn hơn 10 ngày sau, mã quản sự ngài dàn xếp, trước cuối tháng ta nhất định sẽ đưa linh thạch cho ngài. Tạo quan nói xong, lấy từ trong túi ra hai khối toái linh nhét vào trong tay mã quản sự một viên linh thạch có thể đổi được mười toái linh phí dàn xếp của hai toái linh không tính là ít cũng có thể mua một cân linh mễ nhận được lợi ích trên mặt mã quản sự rốt cục lộ ra ý cười được vậy phòng ốc ta giữ lại cho ngươi cuối tháng nhớ đưa linh thạch qua cho ta được yên tâm đi mã quản sự trước cuối tháng ta nhất định sẽ đưa qua cho ngài đưa mắt nhìn mã quản sự rời đi đến một nhà khác đạp cửa tào quang có chút hâm mộ mấy cái hẻm nhỏ này mấy trăm hộ gia đình trong đó luôn có mấy chục nhà linh thạch tạm thời không qua tay một nhà lừa hai ba toái linh mấy chục nhà đi hết chính là vài linh thạch chật chật phát tài hữu đạo đóng cửa trở lại tiểu viện nhà mình kế tiếp không khí tương đối nặng nề tào quang ăn cơm xong bác đổ dao cho chị dâu dọn dẹp hắn đến đông phòng, đem câu cá dùng tổ vật dụng cũ các loại, toàn bộ cất vào một cái túi da dài, cùng đường tẩu chào hỏi một tiếng, liền ra cửa. Thời tiết hôm nay, vô cùng tốt, trời xanh mây tạnh. Ngoài ra, biển cũng không có gió. Tạo quan đi tới bến tàu Nam Loan, đem để điều khiển bố trí linh trận, cắm vào rảnh thuyền ba lá của mình. Sau đó đau lòng từ trong túi, lấy ra một viên linh thạch, mở ra động lực thiết bị. Rất nhanh, Thuyền ba lá phá vỡ mặt nước, rời bến tàu, khơi dậy từng đạo sóng trắng. Khi tàu quan đi tới vùng biển thường câu cá trích đen, mặt trời treo cao, mấy điểm câu tốt nhất đã có thuyền đánh cá đang câu cá. Hắn nhìn trái nhìn phải một vòng, chọn một chỗ câu điểm còn có thể vị trí, thả neo thuyền. Lúc này, thuyền đánh cá phụ cận mới có hơn 10 chiếc, điểm câu có chọn. Nếu là tiếp qua nửa canh giờ, nơi này ít nhất sẽ thả neo trên trăm chiếc thuyền đánh cá ở khoang thuyền cầm chậu thức ăn, từ trong túi da dài lấy ra bột tôm, cám gạo, rượu mạnh, cỏ dụ cá, sau đó múc nửa chậu nước biển. Tào Quang đem mấy thứ này bỏ vào chậu thức ăn cùng nhau quấy. Tuy nhiên, ngay khi anh ta vừa hoàn thành việc khuấy tổ, trước mặt đột nhiên hiện ra một khung chữ. Ngươi thành công chế tác mồi những nguyên liệu, chế mồi kinh nghiệm để một Tào Quang khẽ há miệng, dụi dụi mắt. Còn chưa kịp cao hứng ánh sáng một lần nữa biến dạng, tạo thành một màn ánh sáng. Họ tên Tạo quan, nghề nghiệp Đạo tặc, tuổi thọ 20, 96, cảnh giới Luyện khí nhất tầng, công pháp Ngũ hành thổ nạp thuật, thuần thuộc 135, 300, linh căng Kim hệ, hạ phẩm 34, 100, mộc hệ, hạ phẩm 47, 100, thủy hệ, hạ phẩm 36, 100, hỏa hệ, hạ phẩm 63, 100, thổ hệ, hạ phẩm 21, 100, bổn mạng thần thông. Đạo ảnh phân thân. Nhất giai, 1, 1000, kỹ năng. Vọng khí thuật, nhập môn 56, 100, phi ném thuật, nhập môn 37, 100, câu cá, thuần thuộc 288, 300, chế mồi, thuần thuộc 149, 300, đuổi biển, nhập môn 98, 100, tạo quan kinh ngạc nhìn một hồi lâu thấy không còn gì trạng, khóe miệng không khỏi công ra độ công. Lập tức rốt cuộc nhịn không được, hắc hắc ngây ngô cười. Thì ra, chính mình xuyên qua, cũng không phải là không có chỗ dựa. Này không, ngón tay vàng tuy rằng mùng một ngày, nhưng cuối cùng không vắng mặt. Còn nữa, màn sáng này, như thế nào càng nhìn càng quen thuộc. Ồ, nhớ ra rồi. Đây. Đây rõ ràng là một cái bản trò chơi. Quét kinh nghiệm, tìm thư uyển tăng độ thuần thục loại cần khắc can lúc ấy hắn chọn nghề nghiệp còn cố ý chọn đạo tặc giai đoạn trước dùng đạo ảnh phân thân đi trộm đồ tặc kê nhi sản khoái chẳng qua lúc ấy đó là chơi game có thể không kiên nể gì không hề ràng buộc đạo đức hiện tại mang theo mặt bản xuyên qua đến tu tiên giới không nói cao giai tu sĩ thần thông quảng đại có khả năng thông qua đạo ảnh phân thân khóa chặt chính mình riêng là vô duyên vô cớ liền trộm đồ của người khác, hắn cũng không qua được cửa nội tâm của mình. Đương nhiên, cùng hắn kết quán có cựu nhân tính khác. Không trộm quần lót của hắn cũng không còn, đều coi như nhân từ của mình. Lắc lắc đầu, ngừng ý dâm, thu hồi suy nghĩ càng bay càng xa. Tào quan cúi đầu nhìn về phía tổ liệu trong tay, đã có quyết định. Anh cầm chậu thức ăn đổ xuống, ném toàn bộ tổ đã quấy xong xuống biển. Sau đó tay chân lưu loát buộc dây, ở trên móc câu treo sông con rết biển. Nếu mình bây giờ là ngư dân, bản điều khiển lại có thể soát độ thuần thục, vậy chưa nói, trước tiên đem kỹ năng câu cá soát đây. Nhớ rõ khi chơi trò chơi, kỹ năng được chia làm 5 cấp bậc: nhập môn, thuần thục, tinh thông, đại sư, viên mãn. Lên nữa chính là phá hạng, sẽ phát động thần thông khen thưởng, cũng không biết hiện tại với trong hiện thực còn thích hợp hay không. Dây chì nặng nề phù phù một tiếng, kéo dây câu rơi xuống. Nửa khắc sau. Mũi cần câu nhẹ nhàng lay động. Tào quan tập trung tinh thần, nhìn chầm chầm cần câu, ánh mắt không chớp. Văng, lầm lẫn, giả dối. Trung. Thần sắc tào quan hưng phấn, chuyển động bánh xe cuồng. Chỉ chốc lát, một con hát chỉ to bằng bàn tay nổi lên mặt biển. Ngươi câu được một đầu hát chỉ, câu cá kinh nghiệm một. Chương 2 Người hiền bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, dùng khăn vải bọc đầu cá, tạo quan tháo móc câu cho cá, sau đó ném vào khoang nước sống. Quét mắt nhìn quen thuộc luyện độ bản điều khiển, trước mắt kỹ năng, câu cá, thuần thuộc 289, 300. Nếu như dựa theo câu được một con cá, điểm kinh nghiệm liền bị một, như vậy chính mình lại câu 11 đầu hắc chỉ kỹ năng đẳng cấp liền có thể soát đến tinh thông nghĩ đến tiền thân ra biển câu cá nhiều năm cá câu được không có một vạn cũng có tám ngàn nhưng khi cố định kỹ năng phản hồi trên bản điều khiển cũng chỉ thuần thục mà chính mình dưới sự trợ giúp của bản độ thuần thục mỗi lần câu được một con cá liền có kinh nghiệm phi thường trực quan tăng trưởng quan trọng nhất là loại tiến bộ tăng trưởng này còn có thể đồng bộ phản hồi đến hiện thực tự như vừa rồi tại câu cá kinh nghiệm để một lúc, hắn trong đầu không hiểu linh quan chợt hiện, nghĩ thông suốt một ít câu cá tri thức. Kể cả lúc trước kinh nghiệm chế mồi hệ một, cũng có cảm giác tương tự. Chỉ là lúc ấy, bởi vì là lần đầu tiên, mà quá mức trơn bóng, trơn bóng không tiếng động, cũng không nhận ra manh mối. Mà bây giờ quay đầu nhìn lại, bản độ thuần thục thật là khủng bố. Có thể làm cho người ta trong lúc bất tri bất giác, liền tự nhiên tăng lên kỹ năng mà không hề có bình cảnh cùng hạn chế. Phù phù một tiếng, chị rơi xuống biển. Kiên nhẫn trong coi trong chốc lát, mũi cần câu liên tục trung rẩy. Tào quan dương cần câu cá. Kinh nghiệm câu cá êm một treo cần câu mồi lại. Tiếp tục câu cá. Cả buổi sáng, tiết tấu rất tốt, trung bình mỗi khắc có thể câu được một con cá tráp đen, thu hoạch tương đối khá. Người câu được một đầu hắc chỉ, câu cá kinh nghiệm hệ một kỹ năng câu cá hiện tại có thể nâng cấp tự động nâng cấp từ thành thạo lên thành thạo câu cá không một nghìn tới gần giữa trưa khi tàu quan từ dưới biển lần nữa kéo lên một con cá tráp đen độ thuần thuộc bản chữ viết liên tục lóe ra kỹ năng câu cá của hắn rốt cục lên tới tinh thông cùng lúc đó trong đầu tàu quan toát ra đại lượng kinh nghiệm câu cá giống như một tay lão luyện câu cá mấy chục năm quen thuộc với tập tính và đặc điểm sinh hoạt của các loại cá, biết cấu trúc môi trường nào dễ giấu cá, đàn cá trong khoảng thời gian nào dễ mở miệng, bao gồm cảm giác khi cá cắn câu khác nhau, cũng như tình huống nào nên trượt cá, khi nào cần nâng cần kéo. Đứng ở trên thuyền đánh cá, yên lặng tiêu hóa một hồi. Tào Quan chật lưỡi, cảm thán nói, nguyên lai câu cá lại có nhiều môn đạo như vậy. Hắn dương mắt nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, lau mồ hôi. Lấy túi nước ra, há to miệng rót nước vào miệng. Buổi trưa trời nóng, miệng cá không tốt. Tạo quan suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời thu cần, chờ buổi chiều thủy triều lên, có nước chảy thì câu cá. Đi vào khoang thuyền, ăn chút lương khô. Sau đó tạo quan tìm mảnh đất trống, khoanh chân tu luyện, vận chuyển khởi, ngũ hành thổ nạp thuật. Từng sợi từng sợi linh khí, thông qua miệng mũi, tiến vào kinh mạch, cuối cùng hội tụ khí hải. Hơn một canh giờ, chớp mắt mà qua. Ngươi tu luyện ngũ hành thổ nạp thuật, công pháp kinh nghiệm, để một, nhìn vào bản điều khiển mắt. Công pháp Ngũ hành thổ nạp thuật, thuần thuộc 136, 300, khoảng cách tinh thông giai đoạn tiếp theo còn kém một mảng lớn. Lắc đầu, tào quang đứng lên, đi tới đầu thuyền, duỗi lưng một cái. Hiện tại khoảng cách thủy triều lên, còn có hai khắc đồng hồ. Nhàn rỗi nhàm chán, tào quang dứt khoát lấy ra chậu thức ăn, quét độ thuần thục của mồi. Sau vài lần, thông qua thí nghiệm, anh phát hiện, làm mồi không phải tùy tiện lấy một ít bột tôm, cám gạo, trộn lẫn với cỏ dụ cá quấy là được, cần phải đạt tới phân lượng nhất định, kinh nghiệm làm mồi mới có thể tăng trưởng. Cẩn thận ngẫm lại, cũng hợp lý. Nếu tùy tiện dùng non nửa lượng, thậm chí ít bột tôm, cám gạo hơn để làm mồi, chỉ cần vài hơi là có thể làm thành một phần mồi. Tạp BUG nửa ngày liền có thể đem kỹ năng soát đến phá hạn. Thoải mái cười một tiếng, không hề nghĩ như thế nào lợi dụng hệ thống sơ hở, tạo quan bắt đầu thành thật thật chế mồi. Ngươi thành công chế tác mồi những nguyên liệu, chế mồi kinh nghiệm để một ngươi thành công chế tác mồi những nguyên liệu, chế mồi kinh nghiệm để một thật lâu sau, tạo quan không lưng mút nước, rửa tay sạch sẽ. Hôm nay mang theo bột tôm, cám gạo, v, v, đã hoàn toàn chế biến thành thức ăn. Đương nhiên, điểm kinh nghiệm cũng tăng lên hơn 10 điểm. Yên lặng đứng ở đầu thuyền, lại đợi một lát. Mặt biển rốt cục chậm rãi có nước chảy. Tào quang đem không lâu trước đây, vừa mới làm xong mồi nhữ, toàn bộ đổ vào biển rộng. Sau đó, anh kiểm tra cần câu trước, thấy không thành vấn đề, mới treo cần câu. Những con rết biển sâu chuỗi trên móc câu, chìm xuống nước biển. Đợi một lúc, mũi cần câu rung rẩy. Đến rồi, đến rồi, trúng rồi. Hắc chỉ nặng hơn hai cân, không tệ không tệ. Tháo móc treo mồi, cá ném bể nước sống. Không nhiều đại hội. Một cái rừng lớn, trực tiếp đen trôi. Tới rồi tới rồi, lại tới cá. Sao con cá này lại có cảm giác lớn như vậy, không giống cá tráp đen. Tào quan chống cần câu, kéo cá ra khỏi nước. Vừa nhìn, hóa ra là một con cá vượt lớn hơn 10 cân. Kế tiếp, cũng không biết có phải kỹ năng câu cá đạt tới tinh thông hay không, tạo quan rất ít chạy cá, cơ bản điên cuồng kéo. Ngắn ngủi nửa canh giờ, câu được cá, so với buổi sáng đều nhiều hơn. Cho đến khi mặt biển bắt đầu nổi sóng, thuyền câu cá phần lớn bắt đầu trở về. Hắn mới lưu luyến thu cần. 25 phút sau. Bến tàu sao thờ bay. Tạo quan dừng thuyền, xuống neo sắt, sau đó buộc chặt dây cát. Sau đó hắn mở khoang sống từng con cá hồng đen lộ đầu, chen chúc cùng một chỗ. Hôm nay thu hoạch, tương đối khá, phỏng chừng có thể có sáu mươi cân cá. Dùng lưới sao chép đem toàn bộ cá trong khoang sóng chuyển dời đến thùng nước, cũng không tìm người hỗ trợ, một mình hắn liền mang theo thùng cá mang theo nước hơn trăm cân, lên bến tàu. Hắc, đây không phải là tiểu tàu đạo hữu sao? Hôm nay phát tài, câu nhiều cá như vậy. Mau tới mau tới, thừa dịp hiện tại ít người, ta nhắc trước cho ngươi. Trên bến tàu, một lão bán cá thu mua cá tôm cua, thấy tàu quang mang đầy một thùng cá, vội vàng tiến lên ông việc làm ăn. Ngoài miệng nói lời hay, đưa tay muốn nhận thùng nước. Tào quan nghiêng người tránh đi, không đưa bình nước cho lão bán cá, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nói: báo giá trước, cân sau. Này, chúng ta giao tiếp cũng không phải ngày một ngày hai, còn có thể lựa ngươi hay sao? cá tráp đen thống giá hai tinh tệ một cân cá sạo biển đều là một tinh tệ thu bất quá cái đầu này của ngươi không tệ hơn nữa lão giao tình coi như ngươi một cái rưỡi tinh tệ một cân tinh tệ là một loại tiền tệ hạ vị lưu thông khắp khu vực toái tinh hải thông thường một linh thạch có thể đổi mười toái linh mà một toái linh lại có thể đổi mười tinh tệ lão bán cá báo giá xong đưa tay muốn đi chuyển thùng nước nhưng ngay sau đó tay lại bị tạo quan trực tiếp đánh rớt Ngày xưa, tiền thân ra biển câu cá. Mỗi ngày cơ bản cũng chỉ hơn 10, hơn 20 cân. Bên trong chỉ có một hai con cá lớn, không đáng giá tranh luận với người bán cá, bị chiếm tiện nghi cũng chiếm. Nhưng hôm nay, tàu quan trong bể nước cá lớn cũng không ít, ít nhất 10 con. Trước khi hắn xuyên qua, tiền thân tân tân khổ sở, một chuyến xuống dưới, thu hoạch không quá ba bốn toái linh. Mà mỗi lần ra biển, là muốn dùng linh thạch làm động lực, một viên linh thạch, chạy sáu bảy chuyến, cũng liền tiêu hao không còn. Nếu lại loại bỏ thức ăn, tiền ngư cụ, v, v. Tiền thân một ngày kỳ thật cũng chỉ kiếm được hơn 10 tinh tệ. Khi gặp phải tình hình cá không tốt, thậm chí phải lỗ vốn. Người thiện bị người khi dễ, người thiện bị người cưỡi. Nếu Tào quan vừa mới đồng ý lão bán cá báo giá, như vậy hắn những con cá lớn này, ít nhất phải lỗ mười mấy tinh tệ. Trước kia, tiền thân tính cách mềm yếu, khi bị người ép giá, có thể nhẫn thì nhẫn. Nhưng hiện tại, Tào Quang lại không muốn nhìn. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm lão bán cá hai mắt, thái độ kiên quyết nói. Cái này đại hải xạo cùng một cân đầu hát ngư thống giá hai tinh tệ, hai cân trở lên đầu hát ngư ta muốn ba tinh tệ, nếu không không bán. Ngươi chạy khắp toàn bộ bến tàu, nhìn xem có thể có cái này thu hàng giá. Thấy lão bán cá cố ý đánh lừa dư luận, Tào quan cũng không quen. Ta nói chính là, hắc chỉ tam tinh tệ hai cân trở lên. Giải thích với đám người xung quanh. Tào quan chuyển thùng nước, trực tiếp đi đến một điểm thu cá khác. Tiểu tàu đạo hữu, đại hải sạo cùng một cân cái đầu hắc chỉ trị giá hai tinh tệ, hai cân trở lên cái đầu hắc chỉ ba tinh tệ, đây là hành giá, ngươi nếu như bán, ta khẳng định thu, kỳ thật chu lão đầu thu người khác cá, cũng là cái giá này, nhưng hôm nay bởi vì chu lão đầu trước tìm ngươi đàm phán giá cũng náo loạn không thoải mái cho nên ta không tốt hoành xoa một cước ngươi hiểu không ngươi bán cá tôm cua trên bến tàu tìm thư uyển phần lớn đều biết tuy rằng bình thường đều hận không thể đi ăn tiệc rượu đồng hành nhưng lúc thu hàng lại thập phần ăn ý giữ mặt mũi cho nhau chú ý hòa khí sinh tài đây cũng là lão bán cá họ chu ép giá không được còn dám nói để cho hắn đi nhà khác hỏi giá nguyên nhân À, không có việc gì, không ai thu ta cùng lắm thì mang về phơi cá khô. Sắc mặt tạo quan khó coi, nhấc thùng nước lên rời đi. Tất cả mọi người là cầm không có người thu hải tạp cá phơi cá khô, ngươi dùng có thể bán lấy tiền hắc chỉ phơi cá khô, vậy không phá sản sao? Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta nói, không bằng đem cá phóng tới nước sống khoan thuyền nuôi, hôm nay cái khác cá buôn bán không tốt nhúng tay thu cá, vậy ngươi ngày mai lại bán không được rồi nghe được quần chúng ăn dưa bên cạnh, có người ra chủ ý, Tào Quan chấp tay, tỏ vẻ cảm tạ. Nhưng trong lòng rõ ràng, tuyệt đối không thể làm như vậy. Lấy được năm 60 cân cá, thả khoang nước sống nuôi, cùng để cho mỹ nữ mặc bikini ở trước mặt si hán khiêu vũ, không có gì khác nhau. Không bị trộm mới là lạ. Huống chi, Tào Quan nói mang về nhà phơi cá khô, thật không phải tức giận. Nếu như mấy người buôn cá liên hợp lại cố ý ép giá hắn. Vậy hắn tình nguyện tự mình ăn, ăn không hết phơi cá khô, cũng không bán. Một đám buôn cá cẩu cẩu rùi doanh, cũng không phải bền chắc như thế. Hôm nay có thể bán chu lão đầu một cái mặt mũi, không thu cá của hắn. Nhưng ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Dù sao thu vào chính là kiếm, ai sẽ gây khó dễ với tiền. Nhưng nếu hôm nay hắn chịu thua, đi lòng vòng một vòng, cuối cùng lại trở về tiếp nhận báo giá của chu lão đầu. Đó mới là tự hủy trường thành. Sau này bán cá, người bán cá nào không muốn ép giá của hắn. Dù sao dễ khi dễ, có thể kiếm càng nhiều, ai nguyện ý kiếm ít. Chương 3 Phong hồi lộ chuyển Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, thấy rõ thế cục, tàu quan hạ quyết tâm dù sao cũng không thể bán rẻ số cá này suy nghĩ một chút hắn dứt khoát trực tiếp dùng túi lưới ngăn cá đổ nước trong bể xuống dù sao tự mình ăn cũng không cần phải dùng nước nuôi nếu không chuyển tới chuyển lui quá nặng mấy người buôn cá bên cạnh thấy rõ hành động của tào quan, nhất tề biểu môi hiển nhiên không ngờ tới hắn lại thật cam lòng tình nguyện lấy cá tốt có thể bán lấy tiền phơi cá khô cũng không cho người ta chiếm tiện nghi Thoát khỏi đám đông, đi mấy chục mét Tạo quan chuẩn bị trở về thuyền trước Đem thùng nước đặt trở về Sau đó dùng túi da dài đựng cá Như vậy càng tiết kiệm sức lực Nhưng đúng lúc này Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói Vì đạo hữu này Xin dừng bước Nghe thấy có người dường như đang gọi hắn Tạo quan trong lòng đột nhiên Lập tức thầm mắng Đạo hữu dừng bước Đạo hữu dừng bước Cả nhà ngươi đều dừng bước Ngay sau đó anh ta quay lại và mỉm cười. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì? Dù sao tu vi thấp, nên khách khí thì phải khách khí. Đến đây, bên này mời. Kêu tu sĩ của hắn lại, nháy mắt ra hiệu, mịt mời chỉ chỉ một điểm thu cá cách đó mấy chục mét. Tào quan hiểu, gà mổ thóc gật đầu, cất bước đuổi theo. Đến điểm thu cá. Đem hắn đưa tới tên tu sĩ kia dẫn đầu giới thiệu. Chào vị đạo hữu này, ta họ tệ, tên Tề Hải, vị này là đại ca ta, Tề Sơn. Tề Hải đạo hữu, Tề Sơn đạo hữu, chào các ngươi, ta họ Tào, đơn tự nhất quan. À, nguyên lai là Tào đạo hữu, hiện tại chúng ta cũng coi như quen biết, sau này ngươi có cá tôm cua gì, có thể đem đến Tề Gia Huynh để chúng ta cái này bán, chúng ta đây là mấy ngày hôm trước mới mở thu cá điểm, cam đoan giá cả công bằng. Tề Hải nói xong, lại nói với đại ca nhà mình. Đại ca, Tào đạo hữu cá ta đã xem qua, bên trong có đầu cá sạo biển lớn, còn lại tất cả đều là cá sạo đen, trong đó hai cân trở lên đầu cá sạo đen, theo ba tinh tệ tính toán, còn lại cá sạo đen bao gồm cái kia đại hải sạo thống giá hai tinh tệ. Dứt lời, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tào Quan. Tào đạo hữu ngươi xem có thể chứ? Tào Quan gật gật đầu, đối với cái giá này không có ý kiến. Vô cùng dứt khoát đem thùng nước đưa qua, để cho hai huynh đệ cân qua đã vượt lớn một con, 12 cân rưỡi, một cân cá cháp đen 14 con, 19 ,4 cân 4 lượng, cộng thêm 32 cân, tổng cộng 64 tinh tệ. Hai cân hát chỉ 11 con, 29 ,7 cân 7 lượng, tính 30 cân, tổng cộng 90 tinh tệ. Tất cả cá cộng lại 154 tinh tệ, tức một linh thạch năm toái linh 4 tinh tệ, đây là tiền của ngài, xin cất kỹ. Được được. Tạo Quan kích động nhận tiền cá từ trong tay Tề Sơn cẩn thận bỏ vào túi vải, nội tâm nóng bỏng. Hắn và chị dâu hiện tại thuê tiểu viện, mỗi nửa năm tiền thuê phải 10 linh thạch. Buổi sáng, mã quản sự tới cửa thúc giục thuê, trong nhà tính toán đâu ra đấy chỉ có 7 linh thạch, cách 10 linh thạch còn kém 3 viên. Nếu như dựa theo tiền thân kiếm tiền tốc độ, chỉ cần không có đụng đại vận, mặc dù kéo dài tới cuối tháng, chỉ sợ cũng gom không đủ. Nhưng hiện tại, bởi vì có độ thuần thuộc bản điều khiển, Chính mình câu cá kỹ năng thăng cấp đến tinh thông, một ngày liền kiếm được một viên đa linh thạch. Như thế, cuộc sống hoàn toàn không có áp lực. Sau này thậm chí có thể có dư tiền mua tài nguyên tu luyện. Đem cá vừa mới thu hoạch phân loại cất kỹ, Tề Hải thấy Tào Quan đối với giao dịch lần này phi thường hài lòng, thầm nghĩ khách hàng này ổn định, bất quá vì bảo hiểm, hắn cân nhắc một chút, quyết định lại tiết lộ một tin tức cho Tào Quan. Tào đạo hữu không biết ngươi có nghe nói hay không, giao lòng loan bên kia xuất hiện ngân quan ngư. Ngân quan ngư, ngươi xác định. Tào quang đang chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt bị đạo tin tức này hấp dẫn, ánh mắt chuyển đến trên người tề hải, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Tề hải cười cười, từ bên cạnh chuyển đến một cái có khắc băng thuộc tính linh văn lạnh rương, mở ra cái nắp, lấy tay lột xuống phía trên cùng một tầng băng vùng. Ánh mặt trời chiếu xuống, chỉ thấy một mảnh ánh bạc trực rỡ bảy tám cái dài hơn nửa thước, còn có hai cái dài một thước ngân quan cá, chỉnh tề trải ở trên tầng băng. Hôm nay mới thu, nửa thước đầu mỗi cân ba toái linh, một thước đầu mỗi cân 5 toái linh. Ngân quan ngư là một loại linh ngư hình quần cư màu bạc dài. Nửa thước đầu ước chừng nặng ba bốn lượng, một thước đầu đại khái một cân. Nếu có người ở Giao Long Loan câu được Ngân Quan Ngư, như vậy nói rõ Giao Long Loan tuyệt đối có đàn cá của Ngân Quan Ngư, quan trọng nhất là đàn cá của Ngân Quang Ngư một khi bơi tới một vùng hải vực nào đó, thường xuyên sẽ lưu lại vài ngày. Cho nên nếu tin tức nhận được sớm, tuyệt đối có thể chia một chén canh. Cảm tạ tề hải đạo hữu báo cho biết tình huống, ngày mai nếu có cá, nhất định sẽ bán cho ngươi. Dễ nói dễ nói, ta đây trước tiên chúc mừng tào đạo hữu thu hoạch được nhiều cá. Rời khỏi điểm thu cá của tề gia huynh đệ, tào quan cẩn thận cân nhắc, ngày mai có nên đi giao long loan thử thời vận hay không? giao long loan cách nơi mình câu cá hồng đen hôm nay rất xa. Thuyền đánh cá qua lại, phỏng chừng có thể tiêu hao ba linh hồn vụn vặt. Mấu chốt nhất chính là, giao lòng loan bên kia còn có kiếm ngư, vì an toàn, phải trang bị hộ linh phù cùng cố giáp phù. Quay trở lại tàu và đặt thùng nước trở lại cabin. Tàu quan thu dọn cần câu, cất hết vào túi da, chuẩn bị về nhà. Trên đường, hắn mang theo một cái đại dài túi da, nhìn những người khác hai tay trống trơn, thoải mái nhàn nhã, tùy thân vật phẩm toàn bộ bỏ vào trữ vật túi, nội tâm ít nhiều có chút hâm mộ. Trong trí nhớ, tiền thân kỳ thật cũng có một cái một khối không gian trữ vật túi, nhưng lại bị cướp. Một cái túi trữ vật hoàn toàn mới, ít nhất cũng phải hơn 10 linh thạch. Hàng xê cần hen cũng có thể bán được 8-9 linh thạch. Giống như hắn loại này luyện khí tầng 1-2 triệu tán tu, chỉ cần bại lộ trữ vật túi, cũng rất dễ dàng bị cướp chạng vạn tối, tạo quan trở lại trấn nhỏ Nam Loan. Bất quá hắn cũng không trực tiếp về nhà, mà là trước đi bùa chú cửa hàng. Ngô trưởng quỷ, hộ linh phù hiện tại bao nhiêu tiền một tấm? À, thì ra là Tào đạo hữu, hộ linh phù vẫn là giá cũ, một tấm linh thạch. Băng sương phù đâu? Một linh thạch bốn tấm. Cố giáp phù đâu? Ba toái linh một tấm. À, ban đầu không phải là một linh thạch bốn tấm sao, sao còn tăng giá? Thấy Tào quan thật có ý đồ mua phụ lục, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xu xuyên. Công ngô trưởng quỷ mập mạp khuôn mặt tươi cười lại gần. Không có biện pháp, cầm hàng giá cả tăng, hơn nữa hôm nay không biết tại sao, đến đây mua cố giáp phụ rất nhiều người, hiện tại liền còn lại hơn 10 tấm, ngài nếu như muốn mua, phải nắm chặt tay, tối nay nói không chừng sẽ không có. Như vậy, hộ linh phù, băng xương phù, Cố giáp phụ ta muốn hai tấm cho ngươi ba linh thạch. Được rồi, thật sự sợ anh, làm ăn của anh hoàn toàn không kiếm được tiền. Đối mặt với lời phàn nàn của Ngô trưởng quỷ, Tào Quan ngoài cười nhưng trong không cười. Người làm ăn không kiếm được tiền, ai tin ai ngây thơ. Thịt đau trả xong linh thạch, Tào Quan đem sáu tấm phù lục đặt kỹ bên người. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định ngày mai đi giao Long Loan thử xem. Vạn nhất thật có thể đụng tới Ngân Quan Ngư đàn một chuyến ít nhất cũng có thể kiếm hai ba linh thạch bất quá phù lục này thật con mẹ nó quý vừa rồi tào quang đều có một loại xúc động dứt khoát đổi nghề học chế phù là được dù sao cũng có bản độ thuần thục không sợ học không được chỉ là tu vi thực sự quá thấp linh lực trong cơ thể gầy yếu căn bản không có đủ linh lực chống đỡ chế phù tiêu hao mặt khác luyện khí sơ kỳ linh lực khó có thể ly thể gặp phải đánh nhau cũng dựa vào ngoại vật ngoại trừ làm ngư dân, thật đúng là ít có nghề nào thích hợp. Không giống tu sĩ luyện khí trung kỳ, có thể xoa hỏa cầu, phóng thích phong nhận, mặc dù không có sở trường một nghề, cũng có thể làm công tác săn yêu. Tiền thân đường huynh, khi còn sống chính là tại săn yêu thuyền làm thủy thủ, mỗi lần ra biển, tiền thù lao ít nhất cũng có hơn 10 linh thạch. Mặc dù mang theo tiền thân cùng tẩu tẩu này hai cái vướng víu, trong nhà ăn, đều toàn bộ là linh mễ chỉ là săn yêu tới tiền nhanh, nhưng đồng dạng mạo hiểm lớn. Ba năm trước, đường huynh ra biển, tính cả chiếc thuyền săn yêu kia, trực tiếp không biết tung tích, cũng không trở về. Chương 4 Dịu dàng hiền thuộc tẩu tẩu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, đẩy cửa sân ra, về đến nhà. Chị dâu đã đun xong nước nóng. Tạo quan tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, đang dùng khăn lông lau sạch tóc ướt sũng lúc này tẩu tẩu bỗng nhiên mang theo một trận hương phong đi tới vương trắng nõn bàn tay nhỏ bé nói a à quan ta nơi này có ba khỏa linh thạch ngươi cầm đi gom góp xem có đủ tiền thuê nhà không nhìn chỉ dâu sáng lấp lánh đôi mắt đẹp tạo quan ánh mắt hoang mang linh thạch ngươi ở đâu ra nhiều như vậy linh thạch chẳng lẽ là xích tầm ngươi nuôi đã có thể bán rồi không xích tạm còn phải đợi nửa tháng nữa mới có thể kết kén. Ta đem khối linh ngọc ngươi tặng ta hai năm trước bán cho Thúy Thúy sát vách. Tạo quan gãi đầu, tiếp nhận linh thạch, trong lòng có chút không vui. Hắn vương hai tay, khoác lên vai chị dâu, thần sắc nghiêm túc nói. Chị dâu, ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta rất nhanh có thể kiếm được rất nhiều linh thạch, ngươi về sau thật sự không cần lại như vậy nữa. Lại nói tiếp ngươi khả năng cũng không tin, ta hôm nay câu trọn vẹn hơn 60 cân cá, bán một linh thạch năm toái linh bốn tinh tệ. Thiệt sao? Vậy thì tốt quá. Chị dâu dùng hành lá như bạch ngọc, vén sợi tóc trên trán, nụ cười điềm tĩnh. Tiếp theo, nàng giúp tàu quan sửa sang lại cổ áo một chút, dịu dàng nói. Cơm đã làm xong, em đi ăn trước đi. Ta bây giờ đi cho tầm ăn, cho tầm ăn xong sẽ tới. Nhìn bóng lưng lung linh hấp dẫn của tẩu tẩu, tào quang nghĩ nếu tẩu tẩu là thê tử của mình thì thật tốt biết bao nữ nhân dịu dàng hiền thục như vậy kiếp trước đốt đèn lồng cũng khó tìm một người đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống tào quang nhìn bán linh mễ trước mặt mình lại nhìn phàm mễ trong bát tẩu tẩu thở dài hắn đứng dậy đi phòng bếp tìm được túi vải đựng nửa linh mễ mở vài gạo ra trực tiếp trộn hai loại gạo lại với nhau làm xong tất cả tào quang trở lại bàn ăn thấy chị dâu đã cho xích tạm thêm lá dâu, đang rửa tay. Hắn lên tiếng nói. Chị dâu, ngày mai trời chưa sáng ta liền phải xuất phát, ngươi ngày mai cũng đừng dậy sớm làm điểm tâm. Được, vậy lát nữa ta chuẩn bị lương khô và túi nước cho ngươi, sáng mai mang theo. Cơm nước xong, theo thường lệ đem bát đũa để lại cho chị dâu thu dọn. Tạo quan trở lại đông phòng, bắt đầu lật đông tìm tây. Đem ngày mai muốn câu cá ngân quan, có thể sẽ dùng đến đồ vật toàn bộ tìm đủ trước tiên cất vào túi da dài ban đêm ánh trăng như nước xuyên thấu qua hiên cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tuấn lãng của tào quang. không trung mỏng manh linh khí như khói như sương bị hắn đưa vào khí hải người tu luyện ngũ hành thổ nạp thuật công pháp kinh nghiệm để một người tu luyện ngũ hành thổ nạp thuật công pháp kinh nghiệm hệ một liên tục tu luyện hai lần đại chu thiên tào quan khẽ thở ra một hơi hắn cảm thụ được trong cơ thể hơi nhiều đi ra một chút linh lực, có chút quể oải. Tư chất linh căng của mình, thật sự là quá kém. Linh khí có thể bị lưu lại trong khí hải cực ít. Dẫn đến tu vi cảnh giới, tiến bộ chậm chạp. Quên đi quên đi, suy nghĩ nhiều cũng không khác. Nhớ rõ lúc chơi trò chơi, có người chơi nói, sau khi đem gan kỹ năng song tu đến giới hạn phá, là có thể thông qua song tu, phục chế thiên phú của đối phương cũng không biết có phải là thật hay không. Chờ sau này cuộc sống ổn định, nhất định phải tìm một đạo lữ thử xem. Này này! Tự mình khai thông một phen. Thời gian đã tới sau nửa đêm. Tào quan đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó nín thở ngưng thần. Hôm nay ban ngày, vẫn không rảnh, cũng không thích hợp đi nghiên cứu đạo ảnh phân thân. Lúc này đêm khuya yên tĩnh, được cho là trời cao thì địa lợi nhân hòa hắn đợi đến bây giờ chính là vì ngưng tụ chính mình đạo ảnh phân thân nương theo một trận đau đớn giống như linh hồn bị kéo đi dưới ánh trăng tào quang mồ hôi đầm đìa bóng dáng đột nhiên trở nên u ám thâm toại bản mệnh thần thông chi đạo ảnh phân thân đi ra đi cảm thụ được phân thân vừa ngưng tụ ra nội tâm tào quang mênh mông dùng ý niệm truyền đạt mệnh lệnh bóng dáng phía sau giống như có được sinh mệnh phân ra một đoạn bóng ma vô cùng mơ hồ. Sau đó, bóng tối chuyển đổi từ mặt phẳng và trở nên ba chiều, giống như chất lỏng, di chuyển trong phòng. Tào quan dùng đại khái một chén trà. Làm quen với các hoạt động sau đó, bóng ma giống như là không có hiện vật giống như, theo ngưỡng cửa khe hở trượt đến ngoài viện, lan tràn ra ngoài, thẳng đến trăm mét, mới dừng lại. Đã đến giới hạn chưa? Phương viên trăm mét, cũng không tệ chỉ là đào ảnh phân thân cấp 1 /1, một về một một nghìn hơi yếu không thể điều khiển hiện vật không có gì hữu ích ngoài việc chia sẻ tầm nhìn bất quá nếu phân thân đều ngưng tụ ra cứ tự nhiên mà xem hàng xóm phía nam lý đạo hữu săn yêu chưa về thê tử thúy thúy cùng thị thiếp phương phương đang xây đậu hũ hàng xóm phía bắc lão vương độc thân hình như không có ở nhà đối diện cửa trước một đôi mẹ con xấu số đã ngủ Tường sau sát vách, a, à, lão vương sao lại ở trên giường của mẹ hoàng đạo hữu. Sáng sớm, mặt biển xám xịt một mảnh. Tàu quan lái thuyền đánh cá, lao ra bến tàu, thẳng đến vịnh Giao Long. Ước chừng gần một canh giờ, tại phương đông đã sáng lên tầng tầng cá bụng trắng lúc, hắn mới kham kham đến mục tiêu. Nhìn mặt biển xa xa, gần ngàn chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ không đồng nhất, lẳng lặng phiêu bạc ở cửa vịnh, tàu quan hít sâu một hơi. Hay thật! cư nhiên tới nhiều thuyền đánh cá như vậy. Tào Quang yên lặng lái thuyền ba lá của mình, đi tới phía sau đội ngũ, thành thật xếp hàng. Trong lòng suy tư, chờ đến khi có nước chảy, làm sao vừa khống chế thuyền đánh cá trôi dạt, vừa câu cá. Cá ánh bạc, khác với các loại cá biển thông thường khác. Loại cá này bình thường chỉ biết khi có nước chảy, mới mở miệng săn mồi, hơn nửa thời gian mở miệng cực ngắn. Trên cơ bản, một lần nước chảy có thể câu cá nửa canh giờ, tìm thư uyển v đúc v đúc v đúc giao su xuyên còn coi như không tệ về phần thả lưới bởi vì giao lòng loan kiếm ngư thành đàn căn bản không thể thực hiện được dù sao kiếm ngư đỉnh đầu thanh kia dài hai ba thước sắc bén cốt kiếm cũng không phải là hàng dáng vẽ. hơn nữa khi kiếm ngư cảm nhận được uy hiếp thành cốt kiếm trên đỉnh đầu kia có thể giống như mũi tên bắn ra mấy chục mét sau đó trải qua một đoạn thời gian khôi phục cư nhiên còn có thể mọc lại. Một ít thân dài tiếp cận 2 mét kiếm ngư, thậm chí có thể đem hắn loại này thuyền tam bản, trực tiếp xuyên thủng. Thời gian, ở trong chờ đợi chậm rãi trôi qua. Khi mặt trời mọc cao và mặt trời trải dài trên biển như vàng. Cuối cùng thủy triều cũng tới. Thuyền đánh cá phía trước cũng chậm rãi bắt đầu hành động. Lúc này, trên móc câu tàu quan đã treo xong mồi nhữ anh ta kích thích một lá bùa cố định gắn vào đáy khoang để ngăn chặn cá kiếm quấy rối. Sau đó điều khiển để điều khiển, để cho thuyền đánh cá bay theo dòng nước. Dây chỉ kéo móc câu, tiến vào nước biển, dây cầu nháy mắt thả ra hơn 30 mét. Sau nửa nén nhang, không có cá cắn mồi. Tạo quan chậm rãi thu 2 mét dây. Lại qua nửa nén nhang, vẫn không có động tĩnh. Tạo quan tiếp tục thu hoạch 2 mét sợi. Câu cá chính là như vậy, không thể cùng một lúc tìm được đàn cá và tầng nước, muốn chậm rãi thử, phải có kiên nhẫn. Kế tiếp, lại qua đại khái một nén nhang thời gian. Lần này, khi hắn chậm rãi thu dây, bỗng nhiên cảm nhận được một lực kéo thật nhỏ. Tinh thần thời khắc tập trung tạo quan, kính mắt sáng ngời, mãnh liệt dơ cần câu đâm cá, sau đó nhanh chóng thu dây. Sau vài hơi thở, một con linh ngư dài hơn nửa thước, toàn thân ánh bạc trực rỡ, bị hắn kéo ra khỏi mặt biển ngân quan ngư, trúng rồi. Nơi này cư nhiên thật sự có ngân quan ngư. Chương 5 Ngân quan cá bạo rương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon window, Aspigon, push, cá ánh bạc rời khỏi biển, rất nhanh sẽ thiếu oxy. Cho dù cho khoang nước sống, cũng khó nuôi sống. Tạo quan dùng khăn vải, bọc đầu cá ngân quan, gỡ móc câu xuống, cẩn thận kiểm tra vẫy cá và vây đuôi một chút, thấy không thành vấn đề, phẩm chất vô cùng hoàn chỉnh. Liền trực tiếp đem cá bỏ vào hộp lạnh, sau đó cẩn thận dùng tảng băng vỡ đậy lại. Hắn một lần nữa treo cần câu thả mồi, chỉ rơi xuống biển. Thuyền đánh cá theo dòng nước, chậm rãi trôi vào sâu trong vịnh. Bởi vì vừa mới thử ra đàn cá ngân quan, đại khái ở vị trí tầng nước 20 mét. Cho nên tạo quan chuẩn bị đem móc câu trực tiếp thả tới chỗ 20 mét tình huống bình thường loại ý nghĩ này không có vấn đề gì. Nhưng ngay khi sợi cá trên bánh xe cuộn đang trượt xuống còn 18 mét, bởi vì kinh nghiệm câu cá của anh tăng lên, chợt phúc chí tâm linh, chợt dừng lại sợi cá đang thả xuống, sau đó bắt đầu nửa vòng, nửa vòng chậm rãi thả sợi. Kết quả, dây câu mới thả xuống 19 mét. Cần câu nhọn, điên cuồng lay động. Trung. Thật tốt quá, lại trúng rồi. Tào Quan Dương cần câu cá cảm nhận được lực kéo nặng trịch trong tay, tim đập nhanh, sắc mặt ửng hồng. Lực kéo lần này rõ ràng mạnh hơn lúc trước. Mười mấy hơi thở sau. Một con dài hơn một thước, toàn thân ngân quang lóe ra, linh ngư thân thể hình giọt nước, bị kéo lên mặt nước. Đậu má, ngân quang ngư dài hơn một thước. Phát tài rồi, phát tài rồi. Tạo quan động tác nhẹ nhàng dùng lưới sao chép cá lên, sợ sẽ làm tổn thương vẫy cá. Chỉ một con cá ánh bạc này, đáng giá hơn 10 con cá tráp đen. Kế tiếp, tàu quang bận rộn đến quên cả trời đất. Bởi vì cá lớn mạnh hơn và bơi nhanh hơn. Cho nên hắn chậm rãi thả dây từ 18 mét, thả tới 20 mét, thường xuyên có thể câu được cá ngân quang dài hơn một thước. Bớt chút thời gian, anh liếc nhìn thuyền đánh cá bên cạnh vài lần. Câu được, phần lớn là cá ngân quang dài nửa thước. Cứ như vậy, tàu quang vừa câu cá vừa khống chế hướng đi của thuyền đánh cá. Bất tri bất giác, liền phiêu lưu đến chỗ sâu trong dao long loan. Khi tàu quan đắm chìm trong hưng phấn, lại kéo lên một con cá ngân quan dài hơn một thước. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên. Đấy tàu đánh cá bị va chạm mạnh. Tàu quan hai tay nắm cần câu, lực chú ý toàn bộ đặt trên đầu cần câu, kết quả không cẩn thận, bả vai đụng vào ban thuyền. Chết tiệt, nhất định là kiếm ngư may mà lão tử dáng cố giáp phù, Tạo quan ổn định thân hình, xoa xoa bả vai. cố giáp phù khi chưa bị công kích có thể duy trì liên tục hai canh giờ. nhưng hiện tại thuyền đánh cá đang trong trạng thái bị tấn công, thời gian hữu hiệu của cố giáp phù chắc chắn sẽ thu nhỏ lại rất nhiều. cụ thể có thể chống đỡ bao lâu thì phải xem cường độ cùng tần suất công kích của kiếm ngư. vì bảo hiểm, tào quan kích phát cố giáp phù còn lại tiếp theo điều khiển thuyền đánh cá quay đầu. Chuẩn bị trở lại vùng biển ban đầu dừng thuyền chờ nước chảy. Sau đó thừa dịp nước chảy vẫn còn, theo lộ tuyến cũ lại bay một chuyến. Về phần chỗ sâu trong giao long loan, cho dù nơi đó có càng nhiều ngân quan ngư, nhưng lấy thể lượng thuyền đánh cá của mình, khẳng định là không nên đặt chân, nếu không sẽ có nguy hiểm nghiêng ngã. 15 phút sau Tạo quan trở lại điểm xuất phát xung quanh còn có rất nhiều thuyền tam bản giống như hắn. Tất cả mọi người đang giành giật từng giây, muốn thừa dịp còn có mấy nén nhang cuối cùng, lại bay một chuyến. Chỉ rơi xuống biển, mũi cần lay động. Người câu được một cái ngân quan ngư, câu cá kinh nghiệm về một ngươi câu được một cái ngân quan ngư, câu cá kinh nghiệm về hai cá ngân quan dài hơn nửa thước, không chỉ có giá tiền không đắt bằng cá ngân quan dài một thước, mà ngay cả kinh nghiệm cung cấp cũng ít hơn cá ngân quan dài một thước. Tiếp theo, lại kéo hơn 10 con cá. Đột nhiên, Ngân Quang Ngư không cắn mồi nữa. Lúc này lại đợi ước chừng một nén nhang. Còn chưa có cá cắn câu. Tào Quang biết, hôm nay Ngân Quang Ngư mở miệng thời gian, đã qua. Lại ở đây trong cần câu, ý nghĩa không lớn. Suy nghĩ một lát, Tào Quang chuẩn bị trực tiếp trở về bến tàu bán cá. Chuyến này, lớn nhỏ Ngân Quang Ngư, hắn câu trọn vẹn hơn 30 con hai tấm hộ linh phù vì phòng bị kiếm ngư phóng kiếm vô dụng, cố giáp phù tiêu hao hai tấm, băng sương phù dán ở trên hộp lạnh tiêu hao một tấm, cộng thêm linh thạch điều khiển thuyền đánh cá tiêu hao, tổng cộng đại khái một linh thạch. Trừ bỏ phí tổn, phóng chừng ít nhất cũng có thể kiếm được bảy tám khối linh thạch. Mặt trời buổi trưa, đi theo đỉnh đầu người. Cho dù là gió biển thổi, cũng nóng chết đi được. Tạo quan một đường không làm bất kỳ trì hoãn, nhanh như chớp, đem thuyền đánh cá lái đến nhanh nhất, thẳng đến Nam Loan bến tàu. Sau khi đến bến tàu, theo thường lệ xuống neo sắt trước, sau đó buộc dây cáp. Cuối cùng là thu dọn cá. Kỳ thật, hôm nay toàn bộ cá đều ở trong rương lạnh, cũng không có gì để thu dọn. Hắn đeo một đôi găng tay, nhấc hộp lạnh lên. Trực tiếp đi về phía tề gia huynh để thu cá điểm. Tề gia huynh đệ, lão đại tề sơn tọa trấn điểm thu cá, nặng nề ít nói, nhưng làm người dạy dặn. Em trai Tề Hải thì làm việc linh hoạt, thường xuyên đi bộ trên bến tàu, phụ trách mời chào làm ăn. Lúc này, tàu quan cách điểm thu cá còn hơn 10 mét. Tề Hải liền cười hít mắt nghênh đón. Tào đạo hữu, lại gặp mặt, mau tới, mau tới, thấy trên thùng nước của người dán băng sương phù, liền biết nhất định câu được hàng tốt. Trong lúc nói chuyện, Tề Hải dẫn tàu quan tới điểm thu cá. Hai người đi tới thu cá điểm về sau, Tào Quang cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra tủ lạnh. Tề Hải lấy tay nhẹ nhàng đẩy mảnh băng vùng phía trên ra, thấy phía dưới chỉnh tề, trải tất cả đều là cá ánh bạc, theo bản năng liếm liếm miệng, có vẻ phi thường giật mình. Tào Đạo Hữu, ngươi lợi hại quá đi, một người câu nhiều hơn hai ba người. Tào Quang mặt mày rạng rỡ khách khí nói. Vận khí, vận khí, đều là vận khí. Ha, người đây cũng không phải là thuần túy vận khí đơn giản như vậy, ta xem tạo đạo hữu là câu thuật cao siêu, giá cả liền theo ngày hôm qua nói, nửa thước dài ba toái linh một cân, một thước dài năm toái linh một cân, thế nào? Có thể. Tạo quan gật gật đầu, bán chính không bán sống. Giá cả này, cũng không tệ lắm, những điểm thu cá khác cũng sẽ không cao hơn. Nghe được đệ đệ cùng tạo quan đàm phán giá cả, tề sơn đeo găng tay lên, cầm thước gỗ, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, kiểm tra từng con cá ánh bạc. Nửa nén nhang sau. Tề Sơn hài lòng gật gật đầu, vui lòng khích lệ nói. Nhóm cá ánh bạc này của Tào Đạo Hữu, phẩm chất thập phần hoàn hảo, vừa rồi ta đã dùng thước phân loại cá, nếu không dị nghị, sau đây ta sẽ cân qua. Ừ, cân đi. Tốt, dài nửa thước ngân quan ngư 17 con, tổng trọng lượng 5 cân 3 lượng, tổng cộng một linh thạch năm toái linh chín tinh tệ mười bốn con ngân quan ngư dài một thước tổng trọng lượng mười sáu cân tám lượng tổng cộng tám linh thạch bốn toái linh cuối cùng tổng giá trị chín linh thạch chín toái linh chín tinh tệ cho ngài gom đủ tính mười linh thạch như thế nào tốt vậy cảm ơn tề sơn đạo hữu từ tề sơn trong tay tiếp nhận linh thạch tào quan tim đập gia tốc hắn nhìn quanh trái phải một vòng nhanh chóng trở lại trên thuyền tiếp theo hắn trốn vào khoang thuyền cởi bỏ đai lưng đem linh thạch giấu vào đũng quần. Trên đường về nhà, Tào Quang bước đi như bay. Cũng không biết có phải do mang theo khoản tiền lớn hay không, hắn luôn cảm giác có người đang theo dõi hắn. Dọc theo đường đi, Tào Quang tay bóp hộ linh phù, tùy thời chuẩn bị kích phát phù lục. Nhưng cho đến khi hắn đến trấn nhỏ, cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đẩy cửa ra, về nhà. Chị dâu đang đổi giỏ cho xích tàm. Xích tàm, là một loại linh tầm độc hữu của khu vực toái tinh hải vải gấm tơ tầm dệt ra có thể chế tác pháp bào cấp thấp cho nên tơ tầm giá cả xa xỉ nhưng loại tầm này phi thường kiều quý thích ăn lá non của hỏa tan linh thụ mỗi ngày đều phải đổi giỏ đổ phân tầm phơi nắng hơi không để ý sẽ chết cho ngươi xem rất ít người nuôi nhưng nhà bọn họ từ khi đường huynh qua đời trong nhà ngày càng thiếu hụt chị dâu vì trợ cấp gia dụng đành phải lao tâm phí sức đi nuôi xích tàm à à quan sao hôm nay anh về sớm vậy tẩu tẩu nghe được tiếng bước chân tráng khẽ dời thấy tào quang đôi mắt đẹp sáng ngời cô dừng công việc trong tay lại muốn tiến lên giúp anh nhận túi da dài nhưng đi hai bước tìm thư uyển hình như lại nghĩ đến cái gì vội vàng gạt mặt sang một bên dùng ống tay áo che lại nhưng lúc này tào quang đã thấy được sự khác thường trên mặt chị dâu hắn sốt ruột chạy đến chị dâu trước mặt, thở sâu một hơi, lấy tay bắt lấy chị dâu che ở trên mặt ngọc thủ. Chỉ thấy tẩu tẩu trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt xinh đẹp, bốn căn sưng đỏ ngón tay ấn, rõ ràng có thể thấy được. Ai, chị dâu, nói cho ta biết là ai? Tào quan đè nén phẫn nộ, ngữ khí bảo trì bình tĩnh. Ai nha, không có việc gì, ngày mai sẽ hết, không sao đâu. Không, tẩu tẩu, ngươi nói cho ta biết là ai, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không xúc động. Ai, được rồi, bất quá ngươi đáp ứng ta ngàn vạn lần đừng đi tìm nàng. Chị dâu ánh mắt như nai con, nhìn chầm chầm tào quang. Ừ, ta đáp ứng ngươi. Tào quan nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhu nhược không xương của chị dâu, hứa hẹn. Thật ra, thật ra là thiếm triệu bên cạnh, sáng nay cháu đi mua lá dâu, trùng hợp gặp được gì ấy. Nàng cũng nuôi một giỏ xích tầm, nhưng hôm nay nàng đi chợ muộn, không mua được lá dâu, thấy ta đeo một giỏ trúc lớn lá dâu, liền ép mua của ta, ta không chịu, nàng còn nói lá dâu này vốn là chủ quán để lại cho nàng, chẳng qua là bị ta cướp đi. Về sau, nàng trực tiếp động thủ cướp đi hơn phân nửa hỏa tan dịp của ta, còn tác ta một cái. Có lẽ là thật sự ủy khuất. Chị dâu nói xong, trong ánh mắt lấp lánh, rốt cuộc nhịn không được, vùi đầu vào trong lòng tạo quan khóc trống. Triệu thẩm sát vách, triệu thị. Thì ra là cô ấy, mẹ của hoàng đạo hữu, bà từ bán lão tối qua cùng lão vương độc thân. Tào quang một bên nhẹ nhàng vỗ lưng ngọc tẩu tẩu, một bên thì thào tự nói. Trong mắt đang phượng hẹp dài, lộ vẻ hàng mang. Chương 6 Một tra trò hay Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Axbegon, Push, xét duyệt đại đại. Từ sau khi chương này được thả ra, tôi cũng vừa mới sửa lại lỗi chính tả A. Cam đoan cái gì cũng không thêm, kết quả lại bị xét duyệt, bởi vì là chương trước, ảnh hưởng rất lớn, sau này chương được thả ra tôi không bao giờ sửa lỗi chính tả nữa, động cũng không động, cầu buông tha, cảm ơn ha, an ủi chị dâu xong, Tào Quang đi bếp phòng, ăn chút gì đó, lót dạ đi. Về phần trả thù triệu thị như thế nào, trong lòng hắn đã có định kế. Buổi chiều, Tào Quang đến nhà Mã quản sự. Đem 10 linh thạch giấu trong quần, giao cho Mã quản sự điểm thanh linh thạch, mã quản sự cho hắn giấy chứng nhận tiếp tục thuê. Cầm bằng chứng, tạo quan nhếch môi, lúc đi trên đường cái, toàn thân nhẹ nhàng bay bổng, chỉ cảm thấy trọng trách trên vai, thoáng cái đã nhẹ hơn rất nhiều. Giảng đạo lý, tiền thuê nhà ở trấn nhỏ đắt thì đắt, nhưng phố lớn nhỏ nhỏ, đều có tu sĩ tuần tra, làm cho người ta rất có cảm giác an toàn. Mà làng chài xung quanh, hoặc là khu nhà ở trải rác. Mặc dù có thể tự xây nhà, hàng năm chỉ cần nộp cho đảo chủ một linh thạch làm phí cư trú nhưng phương diện trị an hoàn toàn dựa vào tự trị như chị dâu xinh đẹp như vậy phạm nhân nữ tử ở bên kia mặc dù trốn ở nhà cũng không an toàn chớ đừng nói chi là như ở trấn nhỏ đồng dạng ban ngày còn có thể ra ngoài họp chợ rời khỏi trạch viện mã quản sự tào quan đi tới đang dược điếm tốn một linh thạch gọi một lọ thuốc giảm đau tiêu sưng suy nghĩ một chút hắn lại đến cửa hàng bùa chú của ngô trưởng quỷ. Với giá mỗi linh thạch 4 tấm, mua 4 tấm bạo viêm phù và 4 tấm cố giáp phù. Luyện khí tầng một tu sĩ, trong cơ thể linh lực gầy yếu, đối địch lúc nhiều dựa vào phù lục hoặc là phi ném thuật. Hiện tại trên người hắn có hai tấm hộ linh phù, phòng ngự cũng đủ. Nhưng với tư cách công kích thủ đoạn phi ném thuật, lại vẹn vẹn chỉ là nhập môn. Chuẩn bị bốn tấm bạo viêm phù, vừa vặn có thể bù đắp công kích ngắn hạn của hắn từ cửa hàng phù lục đi ra tào quang đi tới góc tường nhìn xung quanh thấy không có người chú ý nhanh chóng tự trong ngực lấy ra một cái mặt nạ mặt người cẩn thận đeo kỹ lập tức chạy tới phố tán tu phố tán tu là một phố xá phồn hoa náo nhiệt nhất trấn nhỏ năm loan hai bên trái phải tất cả đều là hàng vỉa hè người đi đường như dệt cưỡi ngư lông hỗn tạp tào quang dừng lại trước một gậy gộc mặc áo ngắn màu nâu ven đường hỏi hắn có nhận việc chân chạy truyền lợi hay không gậy gộc lập tức biểu thị chỉ cần thêm tiền sứ mệnh tất đạt tiếp theo tào quang ghé sát vào tai hắn thì thầm vài câu bảo hắn nhất định phải vào giờ tuất hai khắc đi trạch viện lý phù sư phố tây thông tri cho một học đồ tên là hoàng phúc mạo nói mẫu thân hắn sắp bị một tu sĩ họ vương dùng côn bổng đánh chết bảo hắn lập tức trở về gậy gộc gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Hai bên thương lượng giá cả xong, tìm một trung nhân uy tín không tệ ở phố Tán Tu. Tào quan trả cho trung nhân một linh thạch lại hai toái linh, sau đó vung ống tay áo, thản nhiên đi ra phố Tán Tu. Tiểu viện nhà mình. Dưới dây nho. Chị dâu nằm ở trên ghế ngủ lắc quạt tròn, cổ áo sa mỏng theo gió, đồng loạt phục kích. Tào quan đẩy cửa viện ra, đi tới bên cạnh tẩu tẩu, giống như hiến bảo móc ra cao giảm đau tiêu sưng. Ai nha, người mua cái này làm gì, sẽ lãng phí linh thạch. Chị dâu sốt ruột từ trên ghế ngủ đứng lên, lại không đứng vững, trẹo chân. Thân thể đồng thời không bị khống chế, hướng tạo quan đánh tới. Tạo quan ông lấy chị dâu, ân cần nói. Không sao chứ. Không sao, không sao. Chị dâu nói xong, liền muốn từ trong lòng tạo quan đứng lên, nhưng chân trái vừa mới dùng sức, nước mắt thiếu chút nữa không có đi ra. Ai ô ô, đau, đau. Chân trái hình như bị trẹo. Tào Quang đỡ lấy thân thể mềm mại ấm áp của chị dâu, đặt lên ghế ngủ. Sau đó hắn ngồi sổng xuống, cởi giày của chị dâu. Dừng lại, tôi tự làm. Bắp chân bị Tào Quang dùng cánh tay đỡ, đẩy lòng tẩu tẩu truyền đến một tia khác thường. Hai gò má nàng ửng đỏ, đoạt lấy thuốc giảm đau tiêu sưng, muốn cuộn chân cởi vớ tự mình bôi thuốc. Nhưng ngay sau đó, tê, đau quá. Tạo Quan nhìn cười, từ trong tay chị dâu cầm lại thuốc mỡ. Đừng cậy mạnh, để tôi làm. Được rồi, ngươi nhẹ một chút. Chị dâu bất đắc dĩ, hai tay chống ghế ngủ, nửa ngửa người, vương bắp chân thẳng tắp. Tạo Quan đưa tay vớt chân nhỏ của chị dâu lên, đặt lên đùi phải của mình. Dẫn tới tẩu tẩu khẽ cắn môi mỏng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy làm sao vậy làm đau em à không không anh tiếp tục đi tạo quang cho rằng động tác của mình biên độ quá lớn làm đau chị dâu cho nên kế tiếp liền càng thêm ôn nhu nó có đau không đau ở đây thì sao có chút cảm giác ngươi chịu đựng một chút ta bắt đầu tạo quang rút nút chai ra đem một cây gậy gỗ nhỏ trong bình thuốc đâm vào bình nhỏ đâm ra thuốc mỡ màu trắng ngay sau đó hắn cẩn thận đem thuốc mỡ bôi lên mắt cá chân sưng đỏ của chị dâu sau đó dùng bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng xoa nắng đau không có chút không sao lúc bôi thuốc hơi đau là bình thường đợi lát nữa sẽ không đau nữa giúp mắt cá chân chị dâu đắp thuốc xong tạo quang đi rửa tay sau đó lại thương tiếc bôi thuốc mỡ lên mặt chị dâu chiều tối vì chân chị dâu không khỏe cho nên tạo quan xuống bếp. Kết quả, lại còn phát huy kỹ năng nấu nướng. Ngươi thành công làm ra cơm tối, trùng nghệ kinh nghiệm một họ tên. Tạo quan, nghề nghiệp. Đạo tặc, tuổi thọ. 20, 96, cảnh giới. Luyện khí nhất tầng, công pháp. Ngũ hành thổ nạp thuật, thuần thuộc 139, 300, linh căng. Kim hệ, hạ phẩm 34, 100, một hệ, hạ phẩm 47, 100, thủy hệ, hạ phẩm 36, 100, hỏa hệ, hạ phẩm 63, 100, thổ hệ, hạ phẩm 21, 100, bổn mạng thần thông. Đạo ảnh phân thân. Nhất giai, 1, 1000, kỹ năng. Vọng khí thuật, nhập môn 56, 100, ném bay thuật, nhập môn 37, 100, câu cá, tinh thông 58, 1000, làm mồi, thuần thuộc 169, 300 đuổi biển, nhập môn 98, 100, đầu bếp, nhập môn 1, 100, nhìn vào 6 kỹ năng trên bản thành thạo. Tìm thư uyển www.giaosusun.com tạo quan tâm tình sung sướng. Bất quá trong những kỹ năng này, chỉ tinh thông câu cá. Độ thuần thuộc của các kỹ năng khác, trừ bỏ chế mồi, toàn bộ chỉ là nhập môn. Hơi suy nghĩ một chút. Tạo quan quyết định ngoài lúc nhàn hạ, phải luyện nhiều phi ném thuật. Thứ nhất, kỹ năng này dễ đánh. Thứ hai, kỹ năng này hữu dụng. Thử nghĩ một chút, nếu như hắn có thể đem ra phi ném thuật xoát đến phá hạng, giống như tiểu lý phi đao giống nhau lệ vô hư phát. Như vậy bản lĩnh bảo vệ tính mạng của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Loại sức mạnh này bắt nguồn từ thực lực bản thân tăng lên mang đến, cũng không phải cất thêm mấy tấm bùa lục là có thể so sánh được. Buổi tối, gió mát thổi qua, trăng lên ngọn liễu. Tào quan kết thúc tu luyện thổ nạp thường lệ. Tính toán thời gian, cũng không kém nhiều lắm. Hắn khẽ thở ra, triệu hoán ra đạo ảnh phân thân. Dưới ánh đèn, bóng dáng của hắn lắc lư một trận, rất nhanh liền phân ra một đoàn bóng ma. Lúc này, đạo ảnh phân thân của hắn rất yếu. Tự như một đoàn chân chính bóng dáng, không hề có lực sát thương, thậm chí sợ hãi ánh mặt trời chiếu sáng, hơn nữa ngay cả một mảnh lá cây đều không thể di chuyển nhưng mặt khác đạo ảnh phân thân tựa như không khí không có hình thái cố định thiên biến vạn hóa chỗ nào cũng nhúng tay vào có thể khoan khe hở có thể leo tường vô thanh vô tức liền chạy tới sau tường sát vách hoàng đạo hữu nhà bởi vậy đạo ảnh phân thân trước mắt mặc dù không có lực phá hoại gì nhưng ăn dưa xem kịch đối diện chuyên nghiệp giống như bây giờ giờ này khắc này lão vương độc thân đang đấu pháp với mẫu thân triều thị của Hoàng Đạo Hữu Nhưng mà hai bên đều không biết Một thanh niên vô lương tâm Đã dựng xong sân khấu kịch Hoàng Đạo Hữu phố Tây Chính tay cầm đại đao Không lâu sau liền đem phấn mực lên sân khấu Dết vào phim trường Chương 7 Người với người bi hoang cũng không giống nhau Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon window Aspigon push Trong phòng lão vương có vẻ vô cùng long tinh hổ mảnh. Triều thị viện bàn, có chút không chịu nổi. Ngoài cửa, đúng lúc này, Hoàng Phúc Mạo dẫn theo tay chân vội vàng chạy tới. Gần nửa canh giờ trước, nhà sư Lý phù phố Tây. Hoàng Phúc Mạo nghe nói có một tu sĩ họ vương ở trong nhà hắn cậy mạnh, cũng dùng côn bổng đánh mẫu thân hắn, đều sắp đánh chết mẫu thân hắn, nhất thời sắc mặt đại biến, lòng nóng như lửa đốt, đi tìm Lý phù sư xin nghỉ bởi vì hoàng phúc rất có thiên phú về chế phù lý phù sư đối với hắn phi thường tốt bởi vậy khi lý phù sư biết được lại có kẻ xấu hành hung mẹ đẻ của hoàng phúc mạo lúc này cho phép nghĩ cũng phái ra một hộ viện luyện khí trung kỳ đi cùng bên người bảo vệ hoàng phúc mạo hiểm an toàn bên kia tào quang là người khởi xướng vẫn phân tâm chú ý tình huống nhà hoàng đạo hữu khi hắn thông qua đạo ảnh phân thân thấy hoàng đạo hữu không chỉ kịp thời chạy tới bên người còn mang theo một vị tu sĩ xa lạ đến trợ quyền. Sắc mặt không khỏi cổ quái, nhìn không được muốn cười. Tầm nhìn cắt trở lại trên người hoàng đạo hữu. Bên này, hoàng phúc vội vàng chạy tới, sốt ruột cứu mẹ, nhấc chân muốn đạp cửa. Nhưng vị hộ viện bên cạnh hắn, xử sự lão luyện, kịp thời ngăn cản hắn. Sau đó, hộ viện nhìn về phía hoàng phúc nói. Không nên đạp cửa, tránh đã thảo kinh xà. Dứt lời, hộ viện chỉ chỉ tường. Hoàng Phúc gật gật đầu. Hai người thả người nhảy lên, nhảy vào sân. Sau khi tiến vào, Hoàng Phúc nghiêng tai nghe động tĩnh, sau đó đi thẳng đến phòng chính. Hộ viện thấy hắn bước chân thật nhanh, liền yên lặng đuổi theo, đồng thời cảnh giác phòng bị bốn phía. Ngay lúc này, trên bàn, Lão Vương và Triệu Thị giao chiến say sưa. Nhưng ngay sau đó, bên tai hình như có tiếng sấm nổ vang. Cửa bị đá văng, vùng gỗ văn tung tóe, lão vương bị dọa đột ngột như vậy, cả người nhất thời run rẩy, tinh khí thần tiết ra ngoài, thiếu chút nữa hồn bay thiên ngoại. mà lúc này hoàng phúc phá cửa xông vào, cũng bị hình ảnh xấu hổ trước mắt làm cho sợ ngây người. vừa rồi hắn vô cùng lo lắng vọt tới ngoài cửa, nghe được bên trong truyền đến cực kỳ áp lực tiếng cầu xin tha thứ, mơ hồ có thể phân biệt, tất cả đều là không cần a. À sắp chết các loại hoàng phúc mạo vào trước làm chủ lập tức nhiệt huyết dâng lên cho rằng đang có cẩu tạc khi nhục mẫu thân hắn vì thế rốt cuộc chịu không nổi hai mắt đỏ bừng linh lực vận chuyển rầm một tiếng đạp cửa nhưng khi hắn mang theo đại đao xông vào biểu tình tiêu hồn của mẫu thân còn chưa kịp thu hồi kia là cái quỷ gì trong lúc nhất thời da đầu hoàng phúc trung lên đầu mê muội đại đao len keng một tiếng rơi xuống đất đưa tay chỉ vào hai người, nói không ra lời. Hộ viện theo sát phía sau, nhìn cảnh tượng trước mặt, cũng rất khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt nhỏ vốn hiếp lại, mở đến lớn nhất, liếc loạn chung quanh, đồng thời còn lặng lẽ nuốt nước bọt. Chỉ có thể nói, người với người vui buồn cũng không giống nhau. Toàn bộ quá trình tạo quan tận mắt chứng kiến hết thảy, nội tâm không hề ấy nấy. Lúc này, trò hay chỉ vừa mới xuất hiện. Nhà hoàng đạo hữu, hoàng phúc không có gì bất ngờ xảy ra xung đột với lão vương một chạy một đuổi theo một cái phong quan nửa lộ khóc sức mướt còn có một cái đánh xì dầu toàn bộ quá trình xem kịch lúc trước tiếng đạp cửa cực lớn đã khiến hàng xóm xung quanh chú ý bây giờ với sự kiện lên men rốt cục đưa tới tu sĩ tuần tra lúc này tào quan gõ cửa phòng chị dâu gọi nàng ra xem kịch tẩu tẩu vốn không có hứng thú nhưng khi nghe nói là triệu thị lập tức tỉnh táo hắn ông chị dâu nhảy lên nóc nhà mình hai người kề sát nhau ngồi trên nóc nhà xem kịch lúc này chân trời bỗng nhiên có sao băng xẹt qua chị dâu véo eo tào quan một cái ghé vào bên tai hắn hỏi có phải là ngươi hay không cái gì có phải là ta hay không thấy tào quan phản ứng này tẩu tẩu đôi mày thanh tú nhíu lại thần sắc hoang mang nói chẳng lẽ là ta đoán sai, thật không phải ngươi. Mắt thấy tiếp tục trò chuyện, sẽ lộ tẩy. Tào quan vội vàng nói sang chuyện khác, nói hôm nay mình ra biển câu được hơn 30 con cá bạc, bán được 10 viên linh thạch, đã nộp tiền thuê nhà. Tẩu tẩu nghe tào quan lải nhảy, trong mắt nhu tình như nước. Chỉ chớp mắt, tiểu thí hài 7 tuổi ban đầu cần nạn ông mới nguyện ý ngủ, thật sự đã trưởng thành. Thân phận chậm rãi từ con trai, chuyển thành em trai cho tới bây giờ, trong lúc bất chợt liền biến thành một cái có thể làm cho trong lòng nạn nai con đụng loạn nam nhân. Hôm sau, mò mẫm rời dương. Tạo quan phi tinh đái nguyệt, chạy tới bến tàu. Lúc này, trên bến tàu đèn đuốc sáng trưng, đã có rất nhiều thuyền đánh cá, đang chuẩn bị ra biển. Tạo quan nhảy lên thuyền đánh cá của mình, kéo neo sắt, cởi dây cáp, sau đó bắt đầu kiểm tra trang bị. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng bắt chuyện tào đạo hữu chuẩn bị ra biển câu cá a à, ta biết giao lòng loan bền kia ra ngân quan ngư ngươi nhất định là muốn đi đó đi có thể hay không hơi ta một đoạn đường tốt phí thuyền ba toái linh lấy quan hệ của chúng ta đề linh thạch tổn thương nhiều tình cảm thuyền của ngươi lớn như vậy không cũng lãng phí ha ha ta đây dài không tới 6 mét rộng vẹn vẹn hai mét thuyền tam bản tính cái gì lớn lưu đạo hữu ngươi cái kia dài 10 mét rộng 3 mét thuyền đầu húi cu mới khí phái. Dứt lời, Tào Quang cũng không đợi hắn đáp lời, liền trực tiếp khởi động thuyền đánh cá, nháy mắt biến mất ở bến tàu. Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ. Muốn đi thuyền xuôi gió còn không muốn trả phí thuyền, đây là ai vậy? Không dám mở thuyền đánh cá của mình, sợ bị cá kiếm vây công, chẳng lẽ ta không sợ? Truy cứu nguyên nhân căn bản, vẫn là muốn chiếm tiện nghi, nhưng hiện tại ta đã không phải là ta trước kia a à, tìm thư quyển v đúc v. V. v chấm giao su sinh chấm công tạo quan điều khiển thuyền đánh cá một đường chạy như bay chờ rốt cục chạy tới địa phương cửa vào giao long loan dày đặc sớm đã chật ních thuyền đánh cá hôm nay bởi vì tin tức lan rộng trên phạm vi rộng tàu đánh cá nhiều gấp mấy lần so với hôm qua chờ mặt trời mọc mặt biển một mảnh sóng gợn lăng tăng thuyền đánh cá phía trước bắt đầu chậm rãi di chuyển, thuyền đánh cá phía sau thì xếp hàng đuổi theo. Theo dòng nước, trùng trùng điệp điệp, bay vào giao long loan. Tạo quan một bên khống chế thuyền đánh cá, tránh va chạm với thuyền phụ cận, một bên nắm chặt cần câu, chậm rãi thả dây. Một nén nhang qua đi. Mũi cần câu nhẹ nhàng nhảy lên. Tạo quan dương cần câu cá, kéo lên một con cá ngân quan dài nửa thước. Tiếp theo, lại đi qua hơn nửa nén nhang, mới có một cái cắn nhẹ chờ kéo lên phát hiện cái đầu còn chưa dài nửa thước hôm nay tình yêu cá không được không giống hôm qua thả xuống sẽ có cá cắn mồi chẳng lẽ đàn cá của ngân quan ngư đã bơi đi rồi chỉ còn lại có một ít cá nhỏ rải rác cho dù tào quan có cố gắng thế nào đi nữa cá ánh bạc câu được cũng không lớn hơn nữa số lượng còn ít chờ thuyền đánh cá bay tới vị trí quay đầu trở về ngày hôm qua lại chỉ câu được bảy con cá ai chiếu theo tình huống này hôm nay ít nhiều còn có chút lợi nhuận nhưng ngày mai trở lại sẽ lỗ vốn nghĩ như thế tào quang chuẩn bị thu dây quay đầu trở về bởi vì thuyền đánh cá bay vào bên trong sẽ không an toàn nhưng ai ngờ ngay khi anh ta nhanh chóng kéo dây lên cần câu gần như rời khỏi tay tào quang theo bản năng nắm chặt cần câu nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại đậu má không tốt, là kiếm ngư. Chương 8 Phá không cân tảng đá lớn ban Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, câu cá ngoài khơi ngư dân sợ nhất đụng phải chính là cá kiếm. Cho dù giá cả của cá kiếm không tệ, nhưng so với rủi ro cần phải gánh chịu khi câu cá kiếm, chút lợi nhuận này không đáng nhắc tới. Tạo quan dùng sức đẩy cần câu, vô cùng rối rắm, nếu như có thể xác định mắt câu chính là kiếm ngư, như vậy hắn hiện tại hẳn là bỏ xe bảo soái không chút do dự trực tiếp cắt chỉ. Nhưng nếu đó là một con cá lớn khác mắt câu, không nói con cá lớn này đáng giá bao nhiêu. Chỉ riêng tổn thất móc câu và sợi chỉ, chính là nửa viên linh thạch. Đang lúc tạo quan do dự. Cá lớn như là từ bỏ dãy dụa, tổ cần câu lập tức trở nên phi thường thả lỏng. Không xong, đúng là kiếm ngư dây câu ban đầu vẫn căng thẳng đột nhiên biến lỏng cũng không phải bởi vì kiếm ngư khí lực hao hết mà là kiếm ngư bị chọc giận đang theo dây câu xông lên tùy thời đều có thể cho hắn một kiếm kiếm ngư ở trong nước bơi tốc độ phi thường nhanh hai ba mươi mét khoảng cách bất quá tức khắc trong chớp mắt tào quang nhanh tay lẻ mắt vội vàng kích phát hộ linh phù ngay khi hộ linh phù cơ hồ vừa mới hình thành một vòng bảo hộ hình cầu một con cá kiếm dài hơn một mét thân thể thành hình giọt nước màu xanh xám, giống như thoi đưa, lao ra khỏi mặt nước, ở giữa không trung bốc lên, lợi dụng cốt kiếm, lập tức cắt đứt tuyến chính. Sau đó còn phi thường cẩn thận nhắm vào tạo quan. Bắn ra thành cốt kiếm sắc bén trên đỉnh đầu. Xuy suy Cốt kiếm sắc bén dài hơn hai thước, mang theo xung lực cực lớn, đụng vào vòng bảo hộ linh lực. Vòng bảo hộ hình cầu lắc lư một trận, tuy rằng chặn được một kích của kiếm ngư, nhưng cũng bị đâm ra một lỗ thủng, tiếp theo giống như là rò khí, chậm rãi tan rã. Tào Quang tìm được đường sống trong chỗ chết, ngồi phịch một tiếng trên ván thuyền, há to miệng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Thật lâu sau, tâm thần bình tĩnh lại. Tào Quang thu hồi cốt kiếm mà kiếm ngư lưu lại, tính toán sổ sách, quả thực mất máu. Lần này ra biển, cho tới bây giờ, tổng cộng cũng chỉ câu được bảy con ngân quan ngư, cái đầu cũng không lớn nhiều lắm là hai cân, có thể bán sáu toái linh. Mà phí tổn thì sao, một tấm cố giáp phù và một tấm băng sương phù, cộng lại chính là năm toái linh, thuyền đánh cá qua lại còn phải tiêu hao ba toái linh, tổng cộng chính là tám toái linh. Vốn nghĩ thuyền đánh cá quay đầu lại, lại phiêu một chuyến, làm sao cũng có thể lại câu được mấy con cá, kém không nhiều lắm có thể giữ vốn hoặc là kiếm lời nhỏ. Nhưng vừa rồi, dùng ra một tấm hộ linh phù giá trị rồng đã một linh thạch, trực tiếp thiếu máu. Tạo quan lòng còn sợ hãi quay đầu trở về cửa vịnh. Suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp đi thôi. Thừa dịp sắc trời sớm, đổi sang câu cá đóm đá. Tạo quan ngẩng đầu, phân biệt phương hướng một chút. Sau đó lái thuyền đánh cá, theo gió vượt sóng, thẳng đến một hòn đảo đá nằm không người ở xa xa. Cá đống đá là một loài cá biển thường sống gần đảo, bởi vì thích giấu ở những nơi có kết cấu phức tạp như đá ngầm, cát sỏi, sang hô dưới đáy biển, cho nên không dễ câu, rất dễ treo đáy. Nhưng thịt cá đóng đá tinh tế, vị rất ngon, cho nên giá cả không tệ, bình thường gấp 3-4 lần cá bình thường. Và cá mú thường có kích thước rất lớn. Nếu hôm nay có thể câu được một tảng đá 2-30 cân, trực tiếp có thể lấy lại vốn. Trên mặt biển mênh mông, thuyền ba lá dài 6 mét, giống như một chấm đen nho nhỏ, không ngừng di động về phía trước. Do miệng cá mú có hàm răng rộng và tính khí hung dữ, nên cần phải sử dụng tôm sống làm mồi. Cho nên khi tạo quan đi ngang qua một khu vực thả lồng cua, cố ý dừng thuyền, mua mấy cân tôm sống và cá tám móng nhỏ của người ta. Đợi đến buổi chiều, khi thuyền đánh cá chạy đến vùng biển đá nằm nơi cá mú xuất hiện. Tạo quan phát hiện, thuyền đánh cá vốn thường xuyên câu đá đốm ở chỗ này, không có mấy chiếc, có thể đều đi giao long loang. Câu đống đá, khác với câu cá hồng đen thường chia làm câu xác định địa điểm và câu trôi dạt. Trong đó, xác định địa điểm câu chính là biết thạch ban cụ thể giấu ở vị trí nào, sau đó không ngừng đổi mồi trêu cá, xác định địa điểm tử thủ. Phiêu lưu câu còn lại là khống chế thuyền đánh cá đi theo nước chảy, tại thạch ban hoạt động khu vực, không ngừng trôi dạt, mỗi đến một cái kết cấu điểm vị, liền thông qua chỉ rơi gõ đáy phương pháp, hấp dẫn thạch ban chú ý, dụ cá cắn câu. Hai loại phương pháp câu thạch ban này nói không rõ ai tốt ai xấu, trong đó xác định địa điểm câu, chi phí nhỏ, nhưng bị hoàn cảnh hạn chế, mà trôi dạt câu, tuy rằng phạm vi nắp đậy rộng, tỷ lệ trúng cá lớn, nhưng cơ hội treo đáy câu tinh cầu cũng lớn. Nếu như là bình thường câu thạch bang, câu tốt điểm sớm có người chiếm lấy, tạo quan tự nhiên sẽ chọn phiêu lưu câu. Nhưng hôm nay, thuyền đánh cá ở đây rất thưa thớt, bốn năm điểm câu cá tốt thường xuyên xuất hiện đống đá cũng không có ai. Tạo quan nghĩ nghĩ, chọn một cái chìm thuyền câu vị trí, đem thuyền dừng ở đáy biển chìm thuyền phía trên. Trở lại khoang thuyền, hắn chọn một cái cần cứng, buộc chặt tổ dây, trực tiếp treo hai cân dây chỉ lớn. Đối với vị trí chìm thuyền này, tàu quang cũng không xa lạ gì. Một con tôm sống lớn được lấy ra khỏi khoang sống, với một móc câu rộng ba ngón tay treo trên khoang tôm. Dây chỉ rơi ầm một tiếng, rơi xuống biển, dây câu bay hơn 50 mét mới đến cùng. Kế tiếp, cứ cách một nén nhang thời gian. Tạo Quang liền nhẹ nhàng xách dây câu nửa mét lên, để dây chì gõ chìm thuyền, hấp dẫn sự chú ý của Thạch Bang. Nhưng đợi ước chừng một chén trà, cần câu không nhúc nhích. Tạo Quang cầm lấy túi nước bên cạnh, rót vào miệng máy ngụm nước. Sau đó thu dây, lấy con tôm lớn đã sống dở chết dở xuống, một lần nữa treo một con tôm lớn vui vẻ. Lần này, chờ chì rơi đến cùng. Canh chừng nửa nén nhang cần câu đột nhiên nhẹ nhàng lắc lư dấu hiệu tốt hai tay tào quan dùng sức giữ cần câu mắt không chớp một cái tinh thông cấp câu thuật nói cho hắn biết vừa rồi cần câu lắc lư tìm thư uyển mặc dù không phải có cá đang cắn câu nhưng có lẽ đó là con tôm sống trên móc câu sợ hãi đang nhảy lên và chạy trốn cho nên bên cạnh móc câu rất có khả năng có đống đá sở dĩ không lập tức cắn miệng nói rõ hẳn là vết đá cũ vô cùng giảo hoạt tào quang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mũi cần câu sau bốn năm hơi thở tôm sống treo trên móc câu lại dùng sức kéo dây nhảy nhóc vài cái tào quang biết thạch bang một khi phát hiện con mồi sẽ không dễ dàng buông tha cho dù dưới đáy biển cái này thạch bang rất giảo hoạt phi thường có kiên nhẫn nhưng làm thợ săn tào quang sẽ càng có kiên nhẫn rất nhanh thời gian một nén nhang trôi qua tôm sống trên móc đều đã lâu không nhúc nhích Cần câu đột nhiên không hề báo trước kéo thẳng xuống. Tạo quan vẫn không có buông lỏng, sớm có chuẩn bị, tại thạch bang cắn miệng trước tiên, liền hai tay nắm cần câu hung hăng hướng lên trên nâng. Thạch bang mới vừa mắc câu, khí lực phi thường lớn, liều mạng chui xuống. Tạo quan trực tiếp điều động một số ít linh lực trong cơ thể, rót vào hai tay, hung ác nâng lên. Toàn bộ cần câu trong nháy mắt công thành một vòng cung tròn. song phương dặn có ước chừng mấy chục tức thời gian rốt cục, lực đạo của thạch bang chui xuống nhỏ hơn một chút. Tạo quan nắm lấy thời cơ, vội vàng thu dây, chờ dây câu thu lên 5-6 mét. Hắn biết, đống đá này đã ổn định. Chỉ cần đống đá ở thời điểm ban đầu không thể khoan thấp, như vậy trên cơ bản cũng sẽ không chạy cá. Dù sao nơi này là tu tiên giới, câu thủ thể lực không có nói, cần câu câu cá móc câu cũng là phi thường rắn chắc. Kế tiếp, sợ kéo cá quá nhanh, đống đá lớn sẽ mất áp trướng khí tào quan không nhanh không chậm, đều đặn thu dây. Chậm rãi, cực kỳ khổng lồ một đoàn bóng cá, nổi lên mặt biển, xem ra tuyệt đối vượt qua trăm cân. Chương 9 Mỹ thiếu nữ đảo chủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, lúc trước kéo cá, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Mấy chiếc thuyền đánh cá xung quanh, đã sớm chú ý tới tình huống bên này bọn họ xa xa nhìn tàu quan kéo lên một tảng đá lớn tất cả đều hâm mộ con ngươi đỏ lên lúc này tàu quan nhìn tảng đá lớn kéo đến bên cạnh thuyền cũng thập phần kích động hắn cẩn thận khống chế phương hướng cần câu tránh cho cống ngầm lật thuyền tiếp theo từ khoang thuyền lấy ra móc câu móc sắt to bằng ngón tay người lớn nhắm chuẩn thời cơ trực tiếp đâm vào miệng thạch bang tàu quan nắm móc câu hung hăng kéo một cái móc sắc sắc bén trực tiếp đâm thủng miệng cá. Cá đống đá ăn đâu, liều mạng dãy dụa, đuôi lớn vỗ ra bọt sóng. Tạo quan toàn thân ướt đẫm, hai chân đứng vững, cầm móc câu, cánh tay phát lực, trực tiếp kéo tảng đá to như ngé con lên thuyền đánh cá. Ngồi trên thuyền, nghỉ ngơi vài hơi. Tạo quan lấy khăn che mắt cá, dùng kìm móc câu cho cá. Mở nắp khoang sống và đẩy cá vào khoang nước sống. Tạo quan trực tiếp kéo neo sắt ra, lái thuyền đánh cá trở về chờ thuyền đến bến tàu buộc chặt dây cáp tàu quang mang một cái phá trăm cân đại thạch bang lên bờ lập tức liền khiến cho trên bờ người quen chú ý qua wow, cá lớn như vậy tàu đạo hữu hôm nay lại phát tài không ngờ câu được một tảng đá lớn như vậy thạch bang này tuyệt đối phá trăm cân sợ không phải có thể bán hơn 10 linh thạch mấy người quen dòng vô cùng lớn rất nhanh đã thu hút sự chú ý nhiều hơn mắt thấy người vây tới càng ngày càng nhiều, tào quan hướng đám người chấp tay. hắn mang thùng nước lên, bước chân thật nhanh, trực tiếp chạy tới tề gia huynh để thu cá điểm. nhưng mà, có đôi khi càng sợ cái gì, càng ngày càng sợ cái gì. tào quan xách thùng nước đi hơn trăm mét, mắt thấy cũng sắp đến điểm thu cá, phía sau lại đột nhiên lao tới một tu sĩ khôi ngô, túng lấy tào quan, lớn tiếng quát: người đi chậm một chút, đừng làm rơi cá của ta vai bị tu sĩ khôi ngô đè lại. Tào quan cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hắn vặn vẹo thân thể, vài cái mới thoát khỏi kiềm chế của đối phương, khó chịu nói. Ngươi là ai a? À, ta biết ngươi sao? Tu sĩ khôi ngô khóe miệng mang theo châm biếm. Ta là ai? Con cá này là của ta, ngươi nói ta là ai? Vừa mới ở bến tàu, tôi chuyển cá xuống thuyền, anh đi tới hỏi tôi có muốn chuyển công hay không, nói chỉ cần hai sao, liền giúp tôi chuyển cá đến điểm thu cá. Thế nào, hiện tại giả bộ không nhận ra ta, muốn trực tiếp làm mờ đi đống đá lớn của ta. Nói xong, tu sĩ khôi ngô hai tay ông ngực, mắt lộ hung quang nhìn chầm chầm tào quang, giống như muốn một lời không hợp liền động thủ. Ha ha, cút! Tào quang bị bộ dáng vô sĩ của tu sĩ khôi ngô làm cho tức cười. Ánh mắt hắn không hề sợ hãi. Trên quảng trường, mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm đám người xung quanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao ồn ào. Có quần chúng ăn dưa mới tới, thấy hai người cướp cá, liền hỏi đám người bên cạnh cái đống đá lớn này rốt cuộc là của ai? Cái này còn phải hỏi, nhất định là tàu đạo hữu. Vớ vẩn, không nghe tu sĩ khôi ngô nói sao, họ tàu chỉ là đang chuyển cá cho hắn. Đều tránh ra, đều tránh ra, chật như nêm cối vây quanh ở chỗ này làm gì? Nam Loan bến tàu chấp pháp đội tu sĩ, chú ý tới bên này rối loạn lớn tiếng xua đuổi đám người đi tới trung ương mã đội trưởng đến rồi thật tốt quá ngươi mau phân xử người này muốn cướp cá của ta tu sĩ khôi ngô nhìn thấy chấp pháp đội ánh mắt sáng ngời ác nhân cáo trạng trước mã đội trưởng ngươi là biết ta tiền cát bon đấy ngày thường câu cá chỉ câu thạch bang hôm nay thật vất vả câu được một cái phá trăm cân đại thạch bang sau đó tốn hai tinh tệ tìm cái chuyển công để cho hắn giúp ta đem cá chuyển đến thu cá điểm kết quả này chuyển công hiện tại lại cùng ta chơi xấu nói cá là của hắn thật sự là vô pháp vô thiên nghe tiền cát bon kể xong đội trưởng đội chấp pháp mã lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm với hắn nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân nào đội trưởng mã vẫn chưa bác bỏ hắn ngược lại xoay người nhìn về phía tàu quan hỏi là như vậy sao đương nhiên không phải còn cá mú này là tôi tự mình câu tôi căn bản không biết người này. Được. Mã đội trưởng vỗ vỗ tay, để cho tiếng ồn ào xung quanh trở nên yên tĩnh. Nếu hai bên các ngươi đều cho là đúng, như vậy sau đây mời mỗi bên lấy ra chứng cớ, chứng minh con cá này là của mình. Mã đội trưởng vừa dứt lời. Trong đám người liền truyền đến vài thanh âm. Ta chứng minh, tảng đá này là của tiền các bon đạo hữu, hôm nay ta cùng hắn ra biển câu cá, tận mắt chứng kiến hắn câu cá toàn bộ quá trình ta cũng có thể chứng minh. vừa rồi ta ở bến tàu, tận mắt nhìn thấy tiền cát bon đạo hữu thuê vị tiểu huynh đệ này chuyển cá, nhưng tiểu huynh đệ này làm người quả thực không được a. À. thấy có người đứng ra làm chứng cho tiền cát bon, đám người xung quanh nghị luận sôi nổi, quần chúng không rõ lý lẽ, thậm chí bắt đầu chỉ trích tàu quan. tiền cát bon cười nịnh nọt đội trưởng mã. sau đó khinh miệt liếc mắt tàu quan, đưa tay muốn đi đoạt cá hai tay Tào quan nắm chặt thùng nước đựng cá, ánh mắt băng khoăn trong đám người, hy vọng có thể có người chính nghĩa lên tiếng vì mình. Nhưng cho đến khi cá trong tay bị lấy đi bởi tiền cát bon. Ban đầu đi theo bên cạnh hắn chúc mừng, biết rõ chân tướng vài người quen, cũng không hừ một tiếng. Tào quan nhìn thoáng qua đội trưởng đội chấp pháp mã, lại yên lặng chăm chú nhìn tiền thang, đem diện mạo hai người này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Sau đó xoay người rời đi. Nhưng hiện thực, thường thường so với tiểu thuyết càng ma huyễn hơn. Ngay khi hắn vừa xoay người, đi ra bốn năm bước. Một đạo thanh âm phản phất đến từ thiên quốc, đột nhiên vang lên trong đám người. Cô cô luôn nói bên ngoài lòng người hiểm ác, hôm nay xem như thấy được. Ai, người kia, ngươi đừng đi, hôm nay bổn đại tiểu thư thay ngươi chủ trì công đạo. Nghe được thiếu nữ như là đang gọi mình, tào quan theo bản năng dừng chân. Hắn quay đầu chỉ thấy một vị ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, đình đình mà đứng, khuôn mặt tinh xảo, màu da trắng nõn, tìm thư uyển vê đúc v đúc v đúc chấm giao su sinh chấm com khéo léo mũi quỳnh, mềm mại môi anh đào, cùng với kia trơn bóng má thơm, tất cả đều vừa vặn. Tạo quan si thần một lát, nhưng rất nhanh tỉnh táo. Anh cúi đầu, làm bộ mờ mịt luống cuốn, đứng tại chỗ. Thiếu nữ bị phản ứng của tào quan chọc cho bật cười. Nhưng sau đó thiếu nữ cũng không cùng tào quan tiến hành tiếp xúc nhiều hơn. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn về phía tiền carbon, bon, nói dứt khoát. Ngươi ban ngày ban mặt, cường thủ hào đoạt, bản đại tiểu thư đi nhậm chức, nhìn không quen nhất chính là loại người như ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi nói bậy. Ba. Tiền carbon bon chỉ vào thiếu nữ, nửa câu sau còn chưa nói xong, đã bị một cái tim tim tố tay vỗ bay. Cô nương, ngươi ở trên địa bàn mã mổ làm việc như thế, có chút không ổn đi. Ba. Lại một cái tác. Lần này đồng thủ là một bà lão. Nhìn bộ dáng, hẳn là hộ vệ bên người thiếu nữ. Mọi người còn chưa hoàn hồn từ khiếp sợ vừa rồi tiền cát bon bị đánh bay. Liền nhìn thấy ngọn núi điêu khắc ở bến tàu Nam Loan, giống như lâu la, bay tứ tung ra ngoài. Chư vị ở đây, các ngươi, đều nghe cho bản đại tiểu thư, từ giờ trở đi, ta chính là đảo chủ mới nhậm chức của bích nguyệt đảo các ngươi, bản tiên nữ ta đây, ghét nhất người xấu, cho nên sau này các ngươi ngàn vạn lần đừng để cho ta biết các ngươi có ai làm chuyện xấu nha. Vân bà bà, thu con cá này lại, mang về hấp. Cho tiểu tu sĩ này một quả linh thạch, coi như là tiền cá. Thiếu nữ dứt lời, quanh thân pháp lực vận chuyển, trực tiếp bay lên không rời đi. Bà lão nghe vậy, ném cho tào quan một quả linh thạch, tay áo vung lên, đem vết đá rơi trên mặt đất nhảy nhót thu vào không gian pháp khí, sau đó thúc giục pháp lực, đồng dạng không mượn bất kỳ linh bảo nào, trực tiếp phi thuẫn, biến mất không thấy tâm hơi. Chương 10 Luyện khí hai tầng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Trời ạ, à, Tersuki Hai người này tất cả đều là đại tu sĩ trúc cơ cảnh. Lời thiếu nữ kia nói, sẽ không phải là sự thật chứ nhưng nếu như nàng thật sự là tân nhậm đảo chủ như vậy lão đảo chủ lại đi đâu đám người trợn mắt khá hốc mồm nghị luận sôi nổi tào quan yên lặng nhặt thùng nước lên biểu môi ta một cái phá trăm cân nặng đại thạch bang liền cho ta một linh thạch còn nói vì ta chủ trì công đạo nếu như có thể lựa chọn tào quan tình nguyện thiếu nữ không xuất hiện ở trong mắt thiếu nữ mã đội trưởng cùng tiền cát bon giống như con kiến hôi trong nháy mắt có thể diệt có thể mặc cho sở thích giáo huấn một trận nhưng mã đội trưởng đối với tào quang mà nói lại tính là đại nhân vật vạn nhất mã đội trưởng bởi vậy ghi hận hắn cuộc sống sau này của tào quang tất nhiên không dễ chịu nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu thiếu nữ thật sự là tân nhậm đảo chủ đội trưởng mã phàm là không ngu xuẩn về sau cũng không đến mức tìm hắn gây phiền toái thậm chí còn có thể cố ý lấy lòng hắn một hành động tùy ý của đại nhân vật, đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của tiểu nhân vật. Dù là đại nhân vật căn bản cũng không để ý, nhưng người phía dưới vẫn sẽ nâm nấp lo sợ, nghiêm túc đối đãi. Nghĩ vậy, Tào Quang không còn lo được lo mất nữa. Chuẩn bị đem linh thạch vừa rồi bà lão ném tới nhét vào túi vải. Nhưng ngay khi hắn mở lòng bàn tay ra, thấy rõ phẩm sắc linh thạch trong tay, trái tim lập tức bắt đầu không chịu thua kém tăng tốc nhảy lên không có hắn, thật sự là thiếu nữ cho quá nhiều. Đây lại là một quả linh thạch trung phẩm. Ước chừng bằng với 100 viên linh thạch hạ phẩm. Giờ phút này, tào quan giống như là làm kẻ trộm, vô cùng chột dạ. Đảo chủ xinh đẹp ôn nhu hào phóng lại thiện lương như thế, lúc trước sau ngươi có thể oán thầm trong lòng chứ. Nếu bạn có thể, hãy đến với chế độ cảnh tương tự 10 lần. Đột nhiên kiếm được một khoản tiền lớn. Tào quan cũng không bay châu chấu dù nhỏ cũng là thịt, hắn thủy chung nhớ rõ trong rương lạnh trên thuyền của mình, còn đặt bảy con cá ánh bạc. Trở về thuyền đánh cá, tạo quan cởi dây lưng quần. Mỗi một cái quần lót của hắn, chị dâu đều may một cái túi rất nhỏ ở phía trên. Ngày thường, tào quan sẽ đem tinh tệ cùng toái linh bỏ vào túi vải bên hông. Mà cả viên linh thạch kết xù, vì bảo hiểm, thì bình thường đều giấu ở đũng quần. Cất kỹ linh thạch trung phẩm. Tào Quang mang hầm lạnh xuống thuyền, dọc theo đường đi, không ít người nghị luận. Đợi đến khi Tề Gia Huynh để thu cá điểm. Hắn phát hiện, điểm thu cá chỉ có Tề Hải tỏa trấn, cũng không nhìn thấy Tề Sơn. Tề Hải đạo hữu, lại gặp mặt, trong rương lạnh có mấy con cá ngân quang, người đã từng cân nhắc. Còn có đại ca ngươi, nơi này sao chỉ có một mình ngươi? Tề Hải vừa tiếp nhận thùng lạnh, thuận miệng nói. Đại ca ta bị thương, phải tu dưỡng vài ngày đúng rồi, vừa rồi ta xa xa nhìn thấy cửa hàng hơn 10 mét, bị người vây trong ba tầng ngoài ba tầng. Nhưng nơi này chỉ có một mình ta, muốn trông coi tiệm cá, liền không có đi qua tham gia náo nhiệt, thẳng đến đám người tản đi, mới biết tào đạo hữu cùng người đã xảy ra tranh chấp, tào đạo hữu hẳn là sẽ không trách ta không thi viện thủ A. À. Dứt lời, tề hải lộ ấy nấy, ngượng ngùng cười cười với tào quan, e sợ trong lòng hắn có khúc mắt. tào quan chấp tay nói. Tề hải đạo hữu nói gì vậy, tào mổ làm sao có thể vì vậy mà suy nghĩ nhiều. Tề hải thở phào nhẹ nhõm nói. Tào đạo hữu không trách tề mổ là tốt rồi. Những con cá này, cái này năm con dài nửa thước, cái này hai con không tới nửa thước, liền toàn bộ dựa theo nửa thước tính, tổng trọng lượng vừa vặn hai cân, thống giá bốn toái linh, tổng cộng tám toái linh, tiền ngại cất kỹ. Đưa tay tiếp nhận toái linh tề hải đưa tới. Tào quan nhạc ha hả trêu ghẹo nửa thước dài ngân quan ngư, không phải ba toái linh một cân sao, hôm nay như thế nào tăng giá? Tề hải con buông cười cười. Không phải ngân quan ngư tăng giá, mà là sau này tào đạo hữu đưa tới cá, ta đem toàn bộ dựa theo xuất hàng giá thu, không kiếm ngại một tinh tệ. Ồ, đây là vì sao? Tào quan thu hồi ý cười, thần sắc trịnh trọng nói. Không giấu tào đạo hữu, mấy ngày nay tề gia huynh để chúng ta mới mở cái này thu cá điểm, bị đồng hành liên hợp chèn ép, bí mật xung đột phi thường kịch liệt, đại ca ta bị thương, cũng cùng cái này có liên quan. Mà vừa rồi hai vị trúc cơ đại tu vi tào đạo hữu xuất đầu, để cho ta thấy được chuyển biến cơ hội, sau này ngươi tới ta cái này bán cá, mã đội trưởng sau khi biết, nói vậy cũng sẽ chiếu cố ta tề gia thu cá điểm một hai. tào quan trầm mặt nói. Ha ha, tề hải đạo hữu chỉ muốn cáo mượn oai hùng. Nhưng ngươi cũng đừng quên, mã đội trưởng là bị quạt bay, ngay cả răng cũng rụng mấy cái, vạn nhất mã đội trưởng bởi vậy ghi hận ta, ngươi lại làm như thế, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến ngươi. Ha ha, tào đạo hữu lo lắng nhiều, lăn lộn ở tầng dưới chốc tu tiên giới, nằm ở nhà cũng có thể gặp tai họa bất ngờ, làm cái gì không mạo hiểm. Nếu ngay cả cái này cũng không dám đánh cuộc, chỉ muốn an ổn, tề hải ta đây dứt khoát bái tiểu môn tiểu phái làm tạp dịch là được. Tạo quan nhíu mày, cẩn thận cân nhắc một lúc. Phát hiện vô luận mình có đồng ý hay không, đều không ảnh hưởng Tề Hải mượn thế. Trừ phi sau này mình không đánh cá bán cá nữa. Hắn sớm bày tỏ, cũng nhường ra lợi ích, nói vậy cũng là rõ ràng điểm ấy, không muốn cùng mình sinh ra khoảng cách. Được rồi, sau này ta có cá gì, còn có thể tới chỗ ngươi bán, nhưng chuyện tăng giá thì miễn, ngươi có chủ ý gì, ta không can thiệp, nhưng đừng ồn ào huyên náo dù sao ta cũng không quen biết hai gã trúc cơ đại tu kia. Nói xong, Tào Quang trả lại tệ hải lưỡng toái linh. Sau đó trở về thuyền thu dọn đồ đạc. Liền như thường lệ lưng đeo một cái túi da dài trở về nhà. Chạng vạn tối, bầu trời bị nhùm một màu vàng ống ánh. Tào Quang cầm phi đao trong tay, nhắm vào bia gỗ, về một tiếng bắn ra phi đao. Người bắn ra phi đao, kinh nghiệm phi ném thuật về một hiện tại phi ném thuật kỹ năng có thể thăng cấp, tự động nâng cấp từ thành thạo lên thành thạo phi ném thuật, tinh thông không, một nghìn, sân trước, sau hàng trăm, hàng ngàn bài tập. Trước khi ăn cơm tối, Tào Quang đã thành công trong việc thăng lên hai cấp, từ gan nhập môn đến thuần thục, lại từ gan thuần thục đến tinh thông. Hiện tại, trong vòng 20 mét, Tào Quang chỉ chỗ nào đánh chỗ đó. 20 đến 50 mét, tỷ lệ trúng mục tiêu cũng có 6 thành. Ăn cơm rồi, tìm thư uyển công a quang chị dâu đeo tạp về từ phòng bếp đi ra giống như người vợ gọi chồng trong giọng nói mang theo sự dịu dàng và hạnh phúc được rồi cùng chị dâu cùng nhau vui vẻ dùng xong cơm tối tạo quang trở lại đông phòng bắt đầu tu luyện thường ngày hôm nay linh thạch sở dĩ có thể làm tiền tệ cơ sở lưu thông ở tu tiên giới ngoại trừ bởi vì nó có thể dùng cho linh trận pháp khí tiêu hao, còn bởi vì linh thạch có thể trực tiếp dùng để tu luyện. Lúc trước, gia cảnh nghèo khó, một viên linh thạch hận không thể bẻ thành hai viên hoa. Khẳng định không nỡ lãng phí linh thạch tu luyện. Hơn nữa cho dù linh thạch giàu có, dùng để đổi thành đang dược linh dịch cùng thiên tài địa bảo phụ trợ, cũng có lời hơn so với trực tiếp tiêu hao linh thạch. Nhưng trung phẩm linh thạch bất đồng, linh khí ẩn chứa bên trong, so với hạ phẩm linh thạch khổng lồ tinh thuần đối với tu sĩ luyện khí cảnh mà nói, có thể trực tiếp dùng như thiên tài địa bảo, mà không hề có tác dụng phụ. Rửa sạch linh thạch trung phẩm Tạo quan một ngụm nuốt vào ngậm ở trong miệng, khoanh chân vận chuyển ngũ hành thổ nạp thuật. Trong lúc hít một hơi, như tầm gặm ăn, không ngừng rút linh khí bên trong linh thạch trung phẩm. Sau một tuần vận chuyển, tâm tình tạo quan kích động, không thể kiềm chế. Chỉ vì khí hải trong cơ thể suốt 8 năm đều không biến hóa, vừa rồi lại mơ hồ có chút bành trướng hắn kiềm chế mừng như điên bắt lấy cơ hội đột phá tiếp tục vận chuyển ngũ hành thổ nạp thuật tinh thuần thiên địa linh khí thông qua miệng mũi chảy qua kinh mạch tiến vào khí hải thời gian không biết đã qua bao lâu khi khí hải rốt cục không thể dung nạp thêm một chút linh lực ba một tiếng tự như hoa nở có tiếng khí hải đột nhiên bành trướng mở rộng luyện khí tầng hai thành